Chào cả nhà. Chào thầy. Nãy có xem thầy Hoàng dạy môn phần mềm nhúng không? Có thầy. Thầy hấp dẫn không? Quá hấp dẫn thầy. Thầy Hoàng dạy môn gì cũng hấp dẫn hết. Thằng nào nói nịnh thầy vậy? Hả? Thằng nào nịnh tao dữ vậy? Minh Chu à? Dạ vâng ạ. Tại sao mày nịnh thầy nhiều như thế? Mình đã học nhau xong hết biết hết con người đâu, biết hết con người nhau đâu. Em học 1-2 buổi là em thấy hấp dẫn rồi thầy. Vậy hả? Tao mua hẳn đồ riêng để tao thí nghiệm mà. Mình đâu có học lý thuyết chay đâu. Kỳ này thì các rất sinh viên rất khó để lên trường để mượn đồ. Tôi cũng khuyến khích các bạn ngồi mua đồ luôn. Khoảng 500.000 là mua được thí nghiệm rồi. Mà mình ngồi mình mày mò, thực ra nó vẫn là lập trình. Tất nhiên có phần khó là phần đấu mạch và phần về điện tử thì có lẽ phải cần phải học thật chứ không đùa. Mình làm vui vui cái này trước thôi, nhưng mà nó lâu dài thì vẫn phải học đầy đủ bài bản. Nhưng nó có một cái cảm nhận hay về việc kết nối dữ liệu. Có dữ liệu thì ta sẽ xử lý. Nãy là đo nhiệt độ phòng. Bây sau thì ta đang dự tính làm cái bài mình quan đến bấm một cái mời bệnh nhân kế cái bảng đèn hiệu mà bệnh nhân số bao nhiêu á của cái phòng khám, nó chính là cái này, những cái đèn này. Và bây giờ mình phải dùng cái chân à, mình nạp điện vào, mình nạp thông tin số vào. Bây giờ phải làm cái bấm nút ra, nút bấm đây. Còn cảm biến chuyển động thì nó có cảm biến chuyển động. Sau đó đây chính là cái motor này, nó sẽ quay một nửa, nó quay một phần thì nó giống như kéo cánh cửa. Nguyên tắc logic làm cánh cửa là dựa trên việc có ai đi tới thì quay cái motor một phần, cửa kéo ra. Hấp dẫn chưa? Như vậy vẫn phải là xử lý, vẫn phải lập trình, nhưng lại thêm cơ khí và điện tử. Ta nói môn nào có cái hay riêng. Nếu thực sự mình muốn ngồi học, nên các con phải say mê cho tao. Nghe chưa? Thầy ơi. Sao? À, thầy cho con xin số điện thoại được không ạ? Để làm gì? Tại bữa trước là con học ở lớp khác, giờ em con nhảy qua lớp thầy nên giờ nó có vẻ nó hơi khác một xíu, nên con muốn tối nói chuyện riêng để về cái việc sắp xếp học tập này thầy. Tư vấn học tập á hả? Ok, okay. Bữa trước thì con học thầy kiếm chứ không phải học thầy. Giờ trường chuyển qua với thầy, giờ nó có môn vẻ nào? Nó... Môn nào? IoT. Cái số điện thoại anh luôn luôn cho, chú có quen ai trong lớp không? Dạ không. Này là mới lần thầy ơi. Mới chuyển lớp hả? Trường làm gì cho chuyển ngang? Đó biết trước lớp là IoT 102 đúng không thầy? Tao chả biết, tao chỉ quan tâm dạy thôi. Tao quan tâm về cái việc lớp chứ có sinh viên nào đâu. Vì đó chuyện chúng mày phải quan tâm. Thì giờ con họ dịch vụ trường thì dịch vụ trường bảo là nói thầy, thầy kiểu như là tư vấn cũng như là sự lý, chứ không không có nhóm ấy thì không làm bài rớt môn gì. Rớt môn thì đóng tiền học lại thôi, đâu có sao đâu. Chỉ tiền nhà mình thiếu mẹ gì. Không, nhà em nghèo thầy ơi. Nghèo hả? Nghèo mà bây giờ mới báo với tao, mày chuyển lớp lúc nào? Nói nhanh. IoT 102. Không, tao hỏi mày chuyển lớp vào lớp tao bữa nào? Mới, tuần này thầy... Ừ? Hôm thứ hai đó, hôm thứ hai hôm qua thì thấy thầy dạy thì thấy lạ. Lạ là sao? Ý mày nói tao dạy đéo biết dạy gì? Không phải là thầy dạy tốt, em công nhận, nhưng mà kiểu như là thầy cũ của em là thầy kiếm, nhưng phải là mày nói xấu đồng nghiệp tao đúng không? Không, em không nói xấu thầy nên nói chuyện hậu trường bàn sau coi, không bốc phốt ai ở trên mạng. Dạ, nên nếu giả sử bốc phốt. Thì nói chung là chị mong thầy có thể giúp đỡ con về cái phần học môn IoT này.
Mặc dù tao bằng tuổi của bố mày đấy, nhưng mà mày gọi tao là mày xưng là con, tao đéo chịu. Tao bị già. Bây giờ liên lạc Mày với các bạn trong nhóm đó, lớp đó đi để xin người vào nhóm. Rồi tao sẽ bàn chuyện đó sau. Nghe chưa? Giờ lớp này, lớp của tao tao đang chém cho tụi nhỏ về OOP. dạ Không cần điện thoại mẹ gì cả, cứ liên lạc với cái lớp đó. Rồi inbox với họ hay tìm đó, em tìm lại cái video đó xem thử tên rồi tự tự ra liên lạc trước đi. Không được thì mới chờ đến nhờ đến tao. Tớ nó học đại học, nghe chưa? Tao không trách cái việc vào lớp trễ, không sao cả. Sẽ hỗ trợ. Nhưng mà trước mắt là cứ coi như cứ chủ động liên lạc đi, rồi không được thì bắt đầu mới tính tiếp, nghe chưa? dạ nghe được ạ. Thứ sáu nhắc tao thì tao không nhớ gì đâu. Thứ sáu nhắc ngay Dạ từ độ giờ, nghe chưa? Chứ còn tao vào mạch giả nghe đéo thằng nào ngắt tao được đâu, hiểu chưa? dạ rồi nhiều Ok, vậy được chưa? dạ được rồi cốc máy nha thầy. Rồi ok, cảm ơn cô. Để anh xử lý sự đẹp bọn này. Hôm nay ai sẵn sàng trả bài? À, mà quên, thứ sáu đã dặn rồi thi cử đúng không? Nhớ không? Nhớ Chuẩn bị bài sẵn sàng chưa? chuẩn bị Dạ rồi ạ. luyện tập thì em Thầy rồi thầy có chuẩn thể bị thầy có thể bật mí cho em chút xíu rằng là thi cái con mẹ gì. Thầy Hoàng chỉ nói một câu thi những gì đã học. Không đánh đố thêm. Không đánh đố thêm, không làm khó thêm. Quanh quẩn chỉ có mấy cái class. Thêm xóa sửa tìm kiếm hết, đéo có suy nghĩ hơn. Tao nói trước các bạn. Để an tâm. Nghe chưa? Và thầy Hoàng có dặn các bạn một câu là gì? Thứ sáu thì những bạn nào dự thính vui lòng off một bữa, thứ hai quay trở lại học bình thường. Nhớ nha, tôi chỉ cho vào trong lớp những người nào thực sự lớp học của tôi bị thi thì cần phải nghiêm túc hơn. À, đó là điều thứ nhất, dặn lại. Thứ hai, học cho tử tế, đừng có lừa thầy Hoàng. Vì thầy Hoàng chơi đẹp với tất cả các sinh viên, cho đến giờ không sinh viên nào chửi thầy Hoàng được, không chơi đẹp được. Trừ mỗi trường hợp là chửi tao hay chửi thôi. Nhưng mà tao chửi chúng mày để chúng mày học chứ không phải là gì cả. Tốn tiền của ba má thì phải học cho nó tử tế. Thời thanh xuân đéo quay trở lại. Nghe chưa? Bất cứ lúc nào cũng có thể chơi được. Giờ tao đú theo chúng mày, tao chơi game được. Có cái đéo gì khó? Vẽ cấp học nó mới khó chứ còn chơi game có cái đéo gì khó. Thầy coi thường, có bao nhiêu game thủ trong cuộc đời đã. Người ta cũng phải chày ba chóc vẩy thì người ta mới lên được cái đỉnh. Đủ má người ta sống bằng cái nghề đó thì người ta biết thế. Mà mình cần đéo thì quan tâm cái đó, chơi cho nó vui thôi chứ cần đéo thì phải hành học như cỡ đó. Đấy, cho nên vấn đề là khác nhau. Nếu người ta đã quyết định chuyên theo một cái nghề đó thì người ta bỏ cả cuộc đời và thời gian để người ta kiếm tiền, chuyện nó tôn trọng. Nghề đó tôn trọng. Còn đúng má mình chỉ là chơi vớ vẩn cho nó vui thì đéo cần phải nhiều thời gian thế, học để kiếm tiền. Đấy, cho nên tới cái tôi muốn nói câu tôi đã chơi với các bạn rất đẹp. Ép các bạn phải học. Ép các bạn phải học. Chia sẻ đầy đủ thông tin mà với chi tiết, không vội vàng về mặt kiến thức để cho nó xong mà học đến đâu hiểu đến đó. Cho nên tôi hy vọng các bạn chơi đẹp với tôi. Mà tôi có niềm tin là tất cả mọi người sẽ chơi đẹp với tôi, tức là viết code một cách tử tế, không nhờ vả, nhờ bạn bè, thuê bạn bè trả tiền cho nó là làm. Thì cái điều đó chính là cách hại mình. Nếu biết thực sự một điều rằng mình chưa đủ vững vàng cho kỳ này, chấp nhận học lại kỳ sau, đéo phải là vấn đề. Vì cần phải thời gian luyện code. Chứ đừng có cầm nghĩ là mẹ kiếp tao lừa được lão Hoàng rồi, lão đéo biết gì, lão cho tao 10 điểm hay 9 điểm. Gáy cái đó gáy làm đéo gì? Có kiến thức đéo đâu mà gáy. Tự thì mình biết được cái điều là mình đéo cái kiến thức mà mình đi gáy điểm là mình đã thấy nó sai mẹ rồi. Chứ thầy Hoàng chả có hơi đâu mà ngồi mình ôi đồ mẹ hóa ra sót vào thằng. Tao đéo phải là người ngồi chơi cái trò vậy. Cuộc đời vả vào mặt chúng mày nếu chúng mày không học. Thế thôi. Hiểu không các con? Thầy Hoàng mà dạy cùi bắp, thầy Hoàng mà lên lớp chỉ chửi bới sinh viên mà đéo nói gì cả. Tao thề với mày, một kỳ sau thầy Hoàng cũng lên đường, sinh viên feedback liền. Chúng mày quyền lực lắm, chúng mày có quyền. Và thực sự tao cũng nên làm điều đó một cách rõ ràng tử tế. Tức là thầy Hoàng lĩnh lương của ba má chúng mày của nhà trường FPT, thầy Hoàng phải dạy tử tế, chấm hết. Dù trường không giám sát kỹ càng giờ giấc thầy Hoàng dạy cái gì. Không. Trách nhiệm của người đi làm tử tế. Vì mai mốt chúng mày cũng sẽ có tâm lý như đó, khi chúng mày mở công ty, được mẹ kiếp chúng mày cũng sẽ bắt lính của chúng mày làm việc tử tế. Rõ ràng. Chúng mày là trưởng nhóm, chúng mày cũng đéo muốn cái thằng nào trong nhóm cà lơ phất phơ, làm bài tập nhóm thử đi xem. Mẹ kiếp thằng nào mà vớ vẩn mình đã muốn kích mẹ nó ra rồi. Rõ ràng bạn tự bạn sẽ bạn thấy bạn chính bạn đã khó khăn với chính những cái người tương lai sẽ gây dựng nên cơ đồ cho bạn. Bạn phải cần họ nghiêm túc. Thì bây giờ tôi cũng cần bạn như thế. Nên nói ít hiểu nhiều nha. Cốt đã chia sẻ với nhau hết rồi. Tôi không đánh đố, không làm khó bất cứ bạn sinh viên nào. Ngày mai thi, tao nói trước. Không cần show màn hình cho tao xem. Tao để chúng mày tự do. Chơi vậy đẹp chưa? Trả lời. Thầy ơi, mình cần tải phần mềm gì không thầy? Tại vì em chưa thi thầy lần Đẹp nào hết. chưa? Dạ được. Mình Dạ tải đẹp. phần mềm thi Dạ B đủ má. Đủ má thế tao bảo bây giờ bạn hãy render một cái video về học OOP chắc.
Mày hỏi cái gì vậy thằng Bảo? Dạ thầy cần tải cái phần mềm thi VE gì của trường thầy, tại vì kỳ trước em đâu có tải gì Đúng đâu. mà, tao bài bài thi thực hành, bài thi thực hành là mày ngồi mày dùng cái đéo gì mày thi. Dạ thì nét pin nè, lần trước thì em xài Depsy nhưng không có tải cái Mẹ gì mày, của mày bữa sau mày đi Depsy, mẹ mày nộp bài cho à, mày lắp cho tao, mày nộp bằng cái đéo gì? thầy. Kỳ trước là em gửi email cho giáo viên Nộp bài lắp bằng cái gì coi? bài lát hả? À trên Tao hỏi hôm bữa mày nộp bài MS, lắp bằng cái gì? nén file xong gửi cho MS. Rồi mày nộp cái đéo mày viết cái gì trong đó, hay mày gửi tao một cái video hentai? Em biết có ta. Thì mày ăn kiếp thì thực hành như viết code thì hỏi cái đéo gì bây giờ nữa. Là giống như mình là bài lát thôi không thầy? Thế hôm si thì mày làm cái đéo gì? Em cũng Hôm thi thì môn em năm môn cũng practical exam của bên si mày làm cái đéo gì? em DFC xong rồi à, em gửi email cho cô Tao hỏi mày làm bằng cái gì? là bằng DFC vậy. Có phải mày dùng tool viết si, mày tool viết si mày đưa code si không? Dạ đúng Thì đúng má, thì hôm nay thì mình sẽ vừa dùng tool Java để viết code Java, mày đưa code Java cho tao chứ làm cái đéo gì giờ? rồi, em cảm ơn. Em hỏi là thầy có khác cái gì không? Dạ thôi ạ. Chứ muốn khác là cái đéo gì? Bây giờ không viết class mà mình sẽ viết cái đéo gì bây giờ? Trả lời. Không à, em tính hỏi là Có hỏi không? Mày hỏi con, bạn hỏi là hỏi, còn tớ chửi là chuyện của chớ, hai vấn đề khác nhau. dạ. Em tính hỏi thầy là có À cái đúng mà, tài thi thực hành code bây giờ viết cái đéo, bây giờ thi thực hành code, thầy ơi, em cần phải gõ văn bản là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đơn đổi chuyên ngành hả? dạ không. Dạ em Hỏi là gõ rồi. đúng. Nhưng mà đúng hơn là phải hỏi câu hỏi đúng nữa cơ. Hiểu không? Thế thầy Hoàng gắt quá không? Không em thấy Được như không vậy ạ? À? Thầy dễ thương này. Thông ma này thì việc thì thực hành viết code thì mình nộp code, thì nộp cái đéo gì bây giờ nữa, cần tool gì nữa? Ủa học cái gì bé bé này, tao chỉ bảo chúng mày cài mỗi NetBeans, cần tool NetBeans để dùng, thì cần hỏi đéo gì bây giờ nữa? Một bài lab khác đéo với bài thực hành, assignment khác chó gì, là ngồi viết code thôi con, hiểu chưa? dạ. Thầy làm thế này sau này sao chúng em dám hỏi? Tao đã nói rồi, hỏi là đúng, cứ hỏi, chửi là việc của tao, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, hỏi cho nó đúng thì nó hay hơn. Sợ chưa? Thầy chơi thế này sau này đéo còn ai nói chuyện với thầy. Bảy. Bảy. Tối nay xem một cái bài post của tao. Không, một cái video. Nguyên lớp buổi sáng nay có một lớp 90 phút ngồi, cả thầy trò chỉ ngồi nói xàm với nhau. Gọi là quán đầu làng trên YouTube của tao cho mày biết rồi. Tối nay một video chỉ đơn giản là ngồi nói xàm bữa, giải tỏa năng lượng. Chấm hết. Hiểu chưa các con? Hiểu cách chơi với thầy Hoàng chưa? Rồi nhân thằng Bảo vì cái tội hỏi ngáo. Thế bây giờ phải trả bài tao bữa hôm qua thứ hai học gì để tao vào code. À, thứ hai thì mình cũng học mấy cái về connection framework nhưng mà thầy đi vào ví dụ cụ thể hơn cho tụi em hiểu thôi. À, đầu tiên thì em nói lại là cái connection framework đó là list hash map hash set, nó cũng đơn giản mình hiểu là một cái túi để mình đựng đồ, và cái túi đó nếu mà mình có thể mình chứa được cái danh sách tham chiếu, nó là chứa được con trỏ nhưng mà dữ liệu nó có thể nằm ở những cái vùng khác đó, nó chỉ là chứa những danh sách mà mình tham chiếu tới thôi, và mình muốn sử dụng những mấy cái phần tử trong cái túi đó thì mình phải thông qua, thầy có thích ví dụ là mình phải thông qua những cái hàm là nó riêng về là list á, thì là add nè, set nè, get nè, get là để lấy, Không nói thêm chữ nè, add nè, thêm nè. Để nó hồi tao nói thử vậy nha. Hôm qua thầy Hoàng giảng. Thứ nhất là arrange nè, thứ hai nữa là set nè. Tao ói một cái ly uống nước của tao bây giờ. add là để thêm phần tử, là mình ban đầu là cái array list nó không có cái gì ở trong hết, mà mình thêm mình dùng add đó, thì mình sẽ thêm vào cái con trỏ bên trong đó, nó có thể là bất cứ cái gì, có thể là mà có thể là integer hay gì cũng được, nhưng mà ở đây mình học con trỏ thì mình thêm con trỏ vào trong cũng được,
và Mình hàm nói cái gì? Mình nói lung tung cái gì vậy? em thử là em thấy là mình có Arrayless kiểu integer là cũng được mà, nên đâu nhất thiết là phải Bây giờ cái mày khai báo Arrayless sở tiêu đinh mà mày ngồi mày SINT vào được, tao đi đầu xuống đất. à, cái đó là tùy cái kiểu mình khai báo ArrayList, nhưng mà Cho nên học nói đúng cái phần của mình cần đã, chứ nói phần thí nghiệm lung tung. là hàm add là mình Mày add thí nghiệm lung tung mày có quyền ở nhà, nhưng mà phải nói trong đây cái bài bản, với tao giảng đúng cái phần bài bản trước. Còn phần biến tấu là một cái array list, là cái túi nó đựng độn xộn đồ, thì sau này nó sọt được cái đầu mày. Nó sẽ có những cái trò khốn nạn, cho nên không ai người ta làm như thế. Trong lập trình mai mốt cơ sở dữ liệu cũng vậy, table nào chứa thằng đó. Còn sau này muốn chơi lộn xộn thì bắt đầu nó nâng cấp thêm một cái dạng khác phức tạp hơn, NoSQL cái thứ này nọ. Mẹ việc nào ra việc đó. Ngay lúc đầu có quyền thí nghiệm ở nhà được, nhưng mà nói đúng cái phần chuẩn mực, và tao giảng phần chuẩn mực trước đã, còn phần biến tấu tao chưa giảng đến hết. em nói là ArrayList thì mình có thử nghiệm ba cái hàm cơ bản là add nè, add, set và Bỏ chữ get. nè đi mày. Add là để thêm một cái con trỏ mới vào cái ArrayList, còn set là để mình thay đổi cái vị trí trỏ của con trỏ, và get là mình để lấy được cái con trỏ đó ra và mình chấm. Rồi ArrayList đó thì nó cho trùng các con trỏ trùng nhau, các con trỏ trùng nhau và mình Đừng nói đếm con được trò giống những nhau mà cho phép trò chung. trỏ trùng, và mỗi mỗi lần mình đếm á, thì nó tính được những cái phần tử trỏ trùng luôn. Còn hai cái kia là set và hash và map á, thì nó không cho trùng, và Tao chưa nói mình map cho trùng hay không nha, tao chưa nói cái chuyện đó, đừng có nói lung tung. Tao nói set trước rồi. Đây đây đây, bắt đầu set. Set thì cho không cho trùng, mà mình mỗi lần mình add vô, mình đếm á, thì là chỉ nó chỉ một con trỏ thì vì nó chỉ không được trỏ một trùng cho thôi. nên có bao nhiêu con trỏ thì là bấy nhiêu phần tử với bấy nhiêu vùng nil, thế thôi. Đếm 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 đéo gì đâu chứ, nó mệt. Và tiếp theo á là cái phần cuối cuối á, là thầy giảng về cái là trả cái về liên quan tới 71 rồng á, là trả về một cái con trỏ, một cái mục tiêu, thì cái đó là cái hàm sệt, mình có thể là mình lấy cái con trỏ đó là mình trả về cũng được. Mày nói cái lung tung gì vậy? Dạ thì cuối thầy có một cái hàm sệt về student set by name, set by ID á, thì mình có con Đây, dừng trỏ. mày 30 giây. Duy ơi, cứu tao cái coi. Dừng lại. Duy ơi. Dạ thưa thầy, em đây Mày cứu nè. tao Dạ, tiếp đi. cái hàm Để cho sệt tao của tao cho tao muốn cho thằng Bảo ngửi khói. Dạ cái hàm Con nhà sệt tao của là con nhà ngoại nó sẽ khác. Dạ thầy, Nói đi. cái hàm sệt của bạn nói là trả về một object cái thầy. Và khi mà hàm kịp, nếu mà tìm thấy được cái, nếu truyền cái ID vào là tìm thấy được cái ID đó thì mình sẽ trả về cái object, còn không thì trả về null. Khi mà muốn in ra để không bị lỗi null pointer exception thì mình dùng try catch. Để sợ trong dùng set đó thì mình không có lấy ghép được, thành ra là mình sẽ dùng for x quét qua từng phần tử rồi xong rồi lấy cái ghép ID ra để so sánh. Nếu mà tìm được thì mình sẽ return về cái object đó luôn, còn không quét qua hết không tìm được thì return về null thôi. Cái đó là cái hàm sệt Không bạn nói nói. là return object, không nói return object mà phải nói thế nào? Có thể là hàm trả về tham chiếu. Trả về tham chiếu, trả về tọa độ, trả về địa chỉ đến cái vùng new object đó, chứ mình không trả về object. Mình gọi tắt, mình nói tắt là trả về object, nhưng bản chất là ta trả về vùng new, tọa độ của vùng new đó. Ta không new lại luôn. Vùng new đó mày nằm chỗ nào cho tao cái, tao ném về cái tọa độ cho chúng mày. Ê, chúng mày dùng tọa độ này đi. Tọa độ đó chính là trỏ vùng kia đấy, cho nên gọi là trả về tham chiếu, trả về con trỏ, trả về địa chỉ. Tao nhớ tao ghi trong bài ghi chú rõ ràng vậy cơ mà, tại sao mày lại nói sai hơn một chút xíu ha? Đang tính dùng mày để gãy với thằng Bảo một cái. Dạ thì có trả về tham chiếu thầy, nhưng mà thầy dùng là hàm sợ trả về object mà phát biểu chính xác hơn là trả về tham chiếu đến cái object đó. Tao có nói trong code đâu, Dạ, tao có ghi thì trong có code thầy. đâu đó Dạ, có thầy.
Bởi vậy muốn ai chết thì khen người ta đó, khen miết. Các cụ có một câu khen cho nó chết, mày cứ nghe tao khen mày riết rồi là mày chết, mày chủ quan, mày hiểu chưa? Dạ. Hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Đấy, có vào Google search đi, khen cho nó chết. Muốn ai chết thì cứ khen người ta. Google liền, có hay không? Xem tao nói điêu hay không đã. Em giật thôi. Anh em khác. Để em tổng kết lại bài như này. Ok. À, Minh Chu bắt đầu. Mày muốn thách thức hả? Mày muốn làm rể nhà ngoại hả? Ok, ta xem thử. Duy ngồi dạ, im đó. Để ta xem nhà bạn Duy mà thầy. Được không? Dạ, thầy là... Dây. Dạ, thưa thầy là buổi hôm trước là thầy nói qua là Arelix Vector hay là Hasset thì nó là một cái mạng giống như cái mạng bình thường mà nó linh hoạt hơn. Và thầy có demo là có sort trong Arelix là có hai cái sort, một cái là chạy bằng tay và một cái sort tự động, tức là một cái nào đó sort cho mình. Nhưng mà buổi hôm đó thì cái sort tự động thì thầy bảo là lần sau thầy sẽ demo. Và sau đó là và thầy có nói là cái Arelix là nó sẽ add mọi thứ vào, tức là nó có thể trỏ chung vào được một cái vùng new. Và khi mình xóa cái con trỏ trong Arelix thì nó sẽ xóa thật luôn, chứ không phải giống như cái mảng, vì cái mảng nó bị cố định cái số lượng con trỏ khi mình cấp phá cho nó rồi. Tiếp theo là thầy nói về hàm hash. Khi mà hàm hash là khi mình add cái phần tử vào ấy thì nó, và mình in ra thì nó không còn theo thứ tự như lúc ban đầu nữa. Sau đó là cái đó đừng nói là hàm hash, đừng nói là hàm hash mà đó gọi là hash set. Là hashset, một cái loại túi khác, túi sang xịn mịn, một loại túi hàng hiệu. Và thầy có nói đến treeset thì khi mà mình áp phần tử vào nó sẽ sắp xếp theo thứ tự, còn sắp xếp như thế nào thì mình lại học sau nữa. Rồi còn riêng cái phần list và arraylist thì cái khi mình áp nó vào đâu thì nó sẽ ngồi yên ở đấy luôn. Vì vậy là cái hamset cái hashset thì mình không thể sử dụng cái ham get được, vì cái vị trí nó không có chính xác, nên là mình nên sử dụng for each để duyệt qua tất cả các phần tử ở trong cái hashset. Và cái hashset nó không trỏ cùng một vùng new đã được trỏ hoặc là đang được trỏ trước đó rồi, tức là cái thông, nhưng mà có một điều là thông tin trùng nhau thì nó sẽ không là vấn đề. Mình chỉ cần trỏ không trỏ trùng là cái vùng new đã từng trỏ, tức là cái tọa độ khác nhau là được. Sau đó tiếp theo ở cuối buổi là thầy có demo cái hàm search một cái student theo ID, thì là thầy cho một quest qua cái list đó, sau đó thầy lôi từng cái con trỏ ra cái bằng cái hàm bằng hàm get để thầy lấy tọa độ của từng cái vùng new student, sau đó xem nó có trùng với cái ID mà mình truyền vào hay không. Nếu có thì mình sẽ trả về, còn nếu sau khi mà duyệt hết mạng mà không có gì thì thầy sẽ return về là null. Em xin hết ạ. Ừ, mày phải có nói câu đó tao mới nói được tiếp chứ. Duy hay Duy? Dạ thưa thầy, em nghe. Dạ thưa thầy. Mày có một đứa chơi được rồi đấy. Tao nói vậy mới chơi được thôi nha con gái. Bạn nói chung lớp em á thầy. Chung lớp à? Dạ. Dạ con thầy kiếm mà. Chan chan. Môn đăng hộ đối vậy hả? chúng mày dự thính tao, chúng mày có nói với thầy của mày không? Dạ không ạ. Dạ không thầy. Tao với ông thầy của mày là bạn thân đấy. Có cần tao lấy số điện thoại di động tao gọi ông luôn không? Mày sợ luôn thử mà. Thôi thầy. Rồi sợ cái gì, nhiều khi chúng nó nói mình nói điêu. Thấy không? Dạ mờ quá thầy. Thầy dạ. Từ từ để focus lại. Dạ có. Thấy chưa? Dạ có ạ. Có cần thì tao gọi tao gọi để tao mét không? Dạ không ạ. Tính nói xấu đồng nghiệp của tao hả? Dạ không, thầy kiếm giải rất là hay ạ. À. Thế thì mày sang đây làm gì để tao kích mày ra luôn? Dạ em sang vì có bạn Duy ở trong này ạ. Mày vì bạn Duy hả? Dạ. Tao nhớ đây là nơi không gian học tập chứ đâu phải không gian yêu đương. Dạ không, vì thầy là tất cả là vì thầy, còn vì có bạn Duy nên em mới vào lớp này, không là em sẽ dự thi trường khác ạ. Vì bạn Duy vào lớp này chứ không phải vì tao đúng không? Ok. Dạ không, em bị thầy ạ. Cứ nói chuyện với bạn Duy, còn bây giờ tao kích mày ra khỏi lớp này vì mày không phải vì tao mà mày vì bạn Duy, tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm những người nào vì tao mới vào lớp này thôi. Em vì thầy. Mọi người có đồng ý tao sẽ kích nó ra khỏi lớp này không?
demo luôn trong tính năng trong quá trình làm phần mềm, thì những cái mà mình có thể làm được, người dùng có thể trải nghiệm được, thì trong tiếng Anh nó gọi là function, functionality hay là feature. Cái đó của chuyên ngành 4 và chuyên ngành 5 tao đang giảng trong môn software requirement và môn introduction to software engineering. Bây giờ tao sẽ demo cho mọi người một khái niệm gọi tính năng của phần mềm là gì, bằng cách ví dụ kích một người ra khỏi một phần mềm, ra khỏi cái room này, cũng gọi là một tính năng của Google Meet. Tao vừa giảng một chút xíu nhanh của kiến thức của chuyên ngành 4 và chuyên ngành 5 đấy. Sao? Chu, sợ không? Dạ em sợ ạ. Sợ cái gì? Dạ em sợ bị mày đã trong nhỏ con mà. Mày bị bạn Duy sẽ sợ mẹ đi. Thầy Hoàng đâu có trừ điểm mày được. Em học để em bổ sung thêm kiến thức. Cảm ơn. Phần trả lời tốt. Tốt. Mày trả lời tốt. Yeah. Em cảm ơn ạ. Duy lo mà học chứ không yêu đương nha mày. Dạ bạn nói đùa. Tao là tao nói thật đấy. Dạ. Mày sợ cái chữ khen cho, mày sợ cái chữ khen cho nó chết chưa? Dạ, sợ rồi thầy. Có không? Dạ có thầy. Đây rất giỏi văn thơ tục ngữ ca dao của các cụ nhé. Trong đây đầy một nồi. Dạ. Dĩ nhiên ngôn ngữ lập trình, database lập trình, các thứ này nọ nó cũng chảy đầy trong đây nhé. Nó trộn với nhau thành rối loạn đa nhân cách 50 sắc thái, tính polymorphism luôn. Đùa với yes. Tao. Cảm ơn. Bắt đầu vào cô tiếp. Bắt đầu. Hôm nay khó một tí xíu nha. Hôm nay khó một tí xíu, chị em phải tập trung cao độ. Khó một tí. Hôm nay mình sẽ học về truyền thái y. Truyền tham chiếu. Tham chiếu là sao thầy? Là truyền con chó. Tức là con chó đi vào trong một cái hàm. Con chó đi vào một cái hàm là sao thầy? Thì con chó nó có tọa độ. Tức là đưa tọa độ từ bên ngoài vào trong đây để xử lý, trong hàm để xử lý thì gọi là truyền tham chiếu. Trong lập trình C chính là hàm nhận vào dấu sao, truyền vào con chó, truyền vào tọa độ. Như vậy nếu mà truyền thái y, truyền tham chiếu, pass by reference, tức là thầy đưa cho em. Nhưng nếu em đưa cho em cái tọa độ và em có thể bùm đằng kia đúng không thầy? Đúng rồi, mình bùm ở đây nhưng đằng kia nó sẽ bị, bởi mình có tọa độ. Đó. Cái chuyện này hôm nay mình sẽ thấy con chó nó rất linh hoạt và rất hay. Cho nên tao giáo trước là phải tập trung rất cao độ, không được sao nhãng cho xíu nào. Mặc dù cốt nó rất ngắn, như bao nhiêu mọi lần thì hàng giảng cốt nó rất ngắn. Nhưng hiểu nó thì sau này mình tự viết nó rất dễ. Còn nếu không thì mình không hiểu tại sao. Và hôm nay mình sẽ gặp đến chấm, 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 chấm đều có thể xảy ra. Cho nên cứ nhớ cho tôi, cứ một cái điều gì đó nó cho mình một cái tọa độ thì từ tọa độ chấm được. Mà chấm được một cái hàm, mà cái hàm nó chết mẹ nó lại trả về tọa độ nữa thì chấm tiếp, chấm tiếp, chấm tiếp, cứ logic như vậy. Ví dụ chấm get hôm bữa mình học, get vị trí thứ y. Thì get thứ y thì bản thân get được cái thứ y chính là get lấy được cái thẻ bài, lấy được con chó, và trên cái thẻ bài nó có ghi thông tin thì thông tin đi tiếp được. Mình cầm cái tờ giấy card visit thì mình đi tiếp được mà. Đi đến địa chỉ nhà người ta. Rõ ràng card visit có số nhà, mà card visit có số nhà hay số liên lạc điện thoại công ty gì đó thì mình cứ thế mình lần mò mình đi. Như vậy một cái thẻ bài, một con chó chính là trên đó có địa chỉ. Và nếu mình cầm được cái địa chỉ mình đi tiếp. Cho nên nó hàm trả về một tọa độ, hàm trả về một địa chỉ, hàm trả về một object trong quả kép, thì có nghĩa là ta phải quyền chấm tiếp. Và cứ thế cứ chấm, lập trình hướng đối tượng sẽ là chấm liên tục. Đấy, thì hôm nay mình sẽ gặp những tất cả những điều đó. Không có gì hoang mang. Cứ nhớ trong đầu chúng tôi, có card visit, có thẻ bài, có tọa độ, có địa chỉ, đi tiếp được. Mà đi tiếp được đến đó, hỏi người ta, người ta lại đưa cho mình cái card visit nữa, chết mẹ rồi lại đi tiếp nữa. Tức là trả về một tọa độ mới. Đấy, cái logic của nó chỉ là vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào nội dung này. Mở cốt em của ngày hôm qua. Cốt tiếp. Cảm ơn. Share màn hình. Để biết cái phong cách học của tôi đầu giờ luôn luôn là nói xàm một chút xíu, động lực học tập và ôn bài. Vì nó phải có cái context, nó phải có cái ngữ cảnh. Và cứ nói hoài vậy mà chúng nó vẫn chưa cảm giác quen được cái việc trả bài đầu giờ, cộng với việc giao tiếp, kỹ năng giao tiếp, cộng với việc nha, phải nói được những điều gì mình hiểu. Tao cho n thứ trong một đấy, tao có ý đồ hết đấy, không phải tao rảnh đâu các con, hoàn toàn không rảnh nha, đều có ý đồ giúp tốt cho chúng mày, cho nên làm ơn đã theo thầy đến cỡ này, theo cho nó chọn, học cho nó tốt. Rồi hôm bữa bắt đầu mình nhìn lại cái cốt của mình, hôm bữa là khá nhiều thứ xuất hiện trong bài của mình. Hôm bữa ta làm hàm search trả về đó. Phát biểu chính xác này, đấy, nhỏ Duy đầu giờ nó cãi tao đấy, đấy. Trả về tham chiếu đến object,
trả về tọa độ phát biểu chính xác nha của vùng new sinh viên, không new sinh viên mới. Hàm trả về tọa độ. Vậy mình nhìn viết kiểu này này, có nghĩa rằng đây sinh viên, đây chính là tên biến, nó giống như sờ tên x, thì x là tên tắt. Như vậy đây là tên tắt trỏ vào sinh viên, mình đã học hôm bữa rồi. Và hôm bữa mình đang sợ lầy lội, mình chỉ sợ các bạn đầu tiên, mình éo sợ hết, ghét được bạn đầu tiên. Mình đã thấy có nhiều tầng dấu chấm rồi đấy, đây là chấm của chấm này, đấy là chấm rồi. Mẹ kiếp, đây là cái túi. Cái túi là muốn lấy cái thẻ bài đầu tiên, mà thẻ bài đầu tiên chính là cái card visit, thì được mẹ, mình đi tiếp rồi, mình đi tiếp mình gặp. Mình đến nhà đó mình hỏi, bác cho tớ biết bạn là ai vậy? Đó. Đây là cái logic của nó nên chấm rất nhiều lần. Rồi, hôm nay mình sẽ chấm tiếp. Rồi set mình đã học rồi. Cấm trỏ trùng. Trỏ trùng tức là đây, chỉ cần nhớ câu cấm trỏ trùng thôi. Tao đã trỏ rồi nhá, tao nói mày nghe là tao trỏ rồi nhá. Đúng má mày vào mày đòi trỏ trùng nữa hả? Chữ bình ở đây có nghĩa là đưa tọa độ vào. Và trong đây đã nói có một lần trước có một cái thằng đã tạo cái thẻ bài đã trỏ mẹ trên đây rồi. Chứ không phải là chữ bình được vào đây hai lần, không phải. Tọa độ của vùng new này được add vào. Tọa độ vùng new này một lần nữa được add vào. Vì nó thông qua cái này đều là tọa độ. Chữ new bao gồm rất nhiều việc, nhưng trong đó việc cuối cùng là lấy tọa độ đem về. Đó. Rồi, tiếp tục hàm search bằng tay. Search bằng tay thì mình đã học hàm set là khắc lại cái con trỏ. Cái con trỏ nó có lưu tọa độ cái thẻ bài. Nếu cái thẻ bài, nếu bạn nào mà về gõ Google cái thẻ bài cạo gió bán ở ngoài tiệm thuốc tây, bán mấy cái tiệm đồ khâu kim khâu các thứ này nọ, thì cái thẻ bài chỉ nó khắc tên của người lính. Và nếu người lính tử trận thì chỉ cần dứt cái đó đem về, nó coi như là bạn đã nằm lại chiến trường, nhưng chúng tớ vẫn còn nhớ về bạn. Đây, tên của bạn đây, thông tin của bạn đây. Đây, thì thẻ bài nó chính là để quản lý theo kiểu là tham chiếu, theo kiểu trỏ. Và danh sách sinh viên, danh sách dự thi cũng đều là con trỏ hết. Đó, danh sách bệnh nhân con trỏ hết. Vậy danh sách trong lớp này con trỏ hết. Đó, như vậy tham chiếu hết. Danh sách lớp này đây, ngồi đây, danh sách các bạn đang ngồi đây, tham chiếu hết. À, đến đây nhớ cho tôi tất cả. Và bây giờ, vậy khắc lại cái tên con trỏ, khắc lại cái vé tiêu của con trỏ, khắc lại cái card visit inside rồi, in lại địa chỉ cho mày. Đó, nó đây chính là hiện tượng set lại với vài liệu mới, in lại địa chỉ. Đấy, tôi vừa như review nhanh lại để bạn hình, và bây giờ viết code tiếp. Hôm nay ta sẽ biết xịn sò hơn, đầy đủ nha. Ta sẽ biết đầy đủ hơn. Rồi tôi tách hẳn, tại sao tôi để ngay men, các bạn biết rồi, men từ đây đi lên men nó gần thôi. Chả làm cái mẹ gì cả. Như vậy vẫn code em của ngày hôm qua. Hẳn ra cái đề mục này viết cho nó dễ nhìn. Như vậy ta sẽ viết code chuẩn sang xịn mịn, chuẩn đẹp về các hàm sort và một cái hàm hỏi chấm đặc biệt, ta sẽ nói sau. Nhưng nên nhớ tư duy này vẫn chưa phải là tư duy hướng đối tượng. Tư duy viết các hàm ở đây, static ở đây, ở đây vẫn chưa là tư duy OOP. Và thầy sao thầy không viết OOP luôn đi? Tao viết OOP nó sẽ bị rối ngay ban đầu, tao đang chuẩn bị đồ chơi. Đó. Trên lát hồi mà tao viết đầy đủ nốt thì chúng mày sẽ thấy OOP. OOP là cái tư duy mà mọi thứ, tư duy OOP. Static không phải là OOP nhá. Gì? Tư duy OOP là tư duy. Tư duy object, tư duy khuôn, tư duy hàm phải thuộc về object. Và em nhớ hàm này thuộc về object không? Hàm này hàm static lộ xài chung. Đó, hàm này thuộc về object. Thế những cái hàm này, những cái hàm lát hồi mình làm, những hàm lát hồi mình làm đúng chuẩn, nó phải về một chỗ nào đó, phải về một cái object nào đó. Object mà chứa nhiều object khác. Object cái tủ mình đã học. Cái tủ, cái thùng chứa mình đã học trong bài mạng. Hôm nay sẽ lặp lại bài này, tập trung cao độ. Hôm nay tao ngồi tao trộn rất nhiều thứ lại. Đó, từ GOP mua một cái tủ, đồ trong tủ đó eo hẹn đồ tủ khác. Còn cái này sợ tao tịch là xảy chung. À, cho nên nhớ rằng cái này tôi đã từng nói các bạn về tư duy OOP nói hết rồi, chứ chưa phải là không nói đâu. Như vậy, bây giờ quay trở lại viết lại bài đầu tiên. Public static, tư duy chưa OOP, nhưng để học cách làm lẻ từng bài, sau đó mình mới ráp. Cái này giống như ngồi mình chế tạo từng món linh kiện một, xong bắt đầu mình mới ráp thành một cái bài toán lớn. Như vậy, public static void short student list. À, mình chơi lớn. Tức là danh sách, nhưng đồng thời nghĩa là array list trong bài toán này.
Như vậy thì mình muốn sọc thì mình cần phải có một danh sách sinh viên. Và danh sách này tôi sẽ làm lại danh sách, không phải câu giờ, mà tôi cần danh sách này để nó lát hồi mình sọc mình có biết đường mình sọc đúng hay sai nha. Chứ 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 mình không có làm lung tung. Như vậy là list. Sở tiêu đần. ARR bằng new sở tiêu đần. New array list. Rồi, mình đã biết thuộc lòng rồi. Như vậy cái này bản chất về mặt lý thuyết là ARR là tên gọi tắt cho một cái túi. Đó, bạn biết thừa rồi, tức là một vùng new đấy. Tức là có một vùng new rồi. Túi này đang rỗng. À, nhưng mà có dây kéo. Có dây kéo. Để ta để ta mở. Mở ra, bỏ đồ vô. Hành động đấy, cái túi. Như vậy nhớ rằng còn đồ lại là một chuyện khác. Đồ bỏ vô lại là một chuyện khác. Đi mua chứ. Đi mua. Tức là phải new món đồ. Mình học mẹ nó rồi. Hai việc khác nhau. New sinh viên. Ở trường đại học cũng vậy. Mua cái tủ đựng hồ sơ là một chuyện. Còn phải có sinh viên đến nữa mới là chuyện thứ hai. Thì mẹ cái có cái tổ quản lý được chứ. Y chang ở đại học. Mua cái tủ đựng hồ sơ. Và vậy phải có sinh viên đến nộp hồ sơ nữa. Còn phải thêm việc thứ hai nữa là phải có sinh viên đến nộp hồ sơ. Mà có sinh viên lại phải new. Như vậy một cái new và một cái new. Đây, một cái new đã xong. Đấy, mình phải nhớ cái logic này thì mới nói chuyện tiếp được. Tôi đã giảng rồi, chuyện này biết rồi. Rồi, ARR, chấm at. Đấy, và chỗ này là new sở tiêu đần. New sinh viên, cứ sinh viên. Sinh viên đến nộp hồ sơ đâu nghĩa sinh viên phải ở lại trường. Nộp xong thì đi về. Cho nên cái việc mà sinh viên ở đây, new ở đây đéo phải là sinh viên vào trong tủ nào ngồi. Sinh viên đưa hồ sơ thôi, đưa tham chiếu thôi. Thông tin địa chỉ quê tòa án cái thứ này. Rồi bạn về đi, có gì nhà trường gọi. À, đồ. Như vậy nhà trường đã có danh sách trong Excel. Trong đây ARR chính là danh sách Excel. ARR chính là danh sách Excel. Chứa số liên lạc của sinh viên. Sinh viên cứ về nhà. Rõ ràng. Như vậy new là ở ngoài. Trong ARR chỉ chứa số điện thoại, số liên lạc. Ghi rõ đó. Con chó đấy. Excel chính là danh sách con chó. Thế nên Excel là danh sách con chó. Excel với số liên lạc. Ta nhắc lại nha. Với số liên lạc là danh sách con chó. Tham chiếu như là cái đéo gì đâu. Đến đây mình hiểu quá rồi. Sinh viên cứ phải quen. Thầy không cần nhắc lại nữa các em. Cho nên sinh viên này đến nộp sớm cho các thứ điểm lộn xộn, các thứ mình sắp lại. Rồi xong. Như vậy chỗ này mình chấm phẩy và viết theo cách của tôi để đảm bảo rằng mình có đủ dữ liệu để nó hỏi mình nó SE 5 5 2 4 6. Mã số sinh viên trường mình là 5 à, 8 ký tự. Rồi 5. Tôi lấy theo tên người này 5 Lê. Để lát hồi mình dễ sọt thôi. 5 Lê. Năm sinh 2003. Năm nay chúng mày già rồi đấy. Vì các bạn 2003 bắt đầu vào trường. Hay không? Cho nên rồi cuộc đời nó trôi nhanh lắm các bạn. Đừng có nghĩ sinh viên nó còn dài đâu. Mình vào trường thì bây giờ mình đã là thành đàn anh của trường rồi. Năm tới ca các bạn vừa mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong. Phải biết sợ. 5 năm. Cho 99 luôn. 99. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Rồi. 2, 2. 2, 2. 2, 2. 2, 4. À, thôi cái này để cho lưng chừng đấy đã. 8, 8. 8, 8. 8, 8. Như vậy. Rồi. 22, 22, 22, 44, 44, 44, tức là mã số đảm bảo 6. Như vậy tôi cho là 5, 9, 8, 2, 4, bắt đầu lộn xộn. Điểm 5.5, điểm 9.9 để lát hồi mình sọc cho dễ, 9.9. Rồi, điểm 8.8, điểm 2.2 và điểm 4.4 thì lát hồi dữ liệu nào nó đi theo dữ liệu đó. Nên nhớ là sọc theo điểm, không đồng nghĩa là tên theo sọc, vì tên nó theo tiếng Việt mình nó lộn xộn rồi. Chứ còn là 1, 2, 3, có thứ hay gì đó. Mình ăn theo cái này để coi chừng nó có thể sọc theo như không. Tôi chưa quyết định làm lộn xộn hết. 9. 9 Phạm. 8 Nguyễn. 2 Võ.
bốn lý. Đó. Như vậy thì bạn thấy ở đây tôi cố tình là 9, 9, năm sinh thì giống nhau hết, là cùng 2 là 3 rồi, nhưng mà vấn đề là một loạt cái này giống nhau hết, 4 để rất hơi mình sọc mình thấy, và thứ tự mình biết thừa điểm đang lộn xộn rồi. Rồi in. Thế sao? The student list before sorting. Bữa sau làm bài thi thì trong cái bài thi các bạn làm dùng tiếng Anh nhá, tức là những cái câu chữ thông báo dùng tiếng Anh. Ta không cho dùng tiếng Việt đâu. Mà ta xem tiếng Anh của dân mà Little UK có hơn được IELTS 6 không. Chứ tao chấm nhiều mùa rồi là tao thấy vãi chúng nó ghi tiếng Anh lắm. Mình bỏ qua câu chuyện nói giao tiếp các thứ nha, mình quan tâm là viết ra thì nó phải đúng ngữ pháp, đúng chuẩn câu chữ, chứ còn sinh viên nó chia thì loạn lên. Ví dụ sau chữ before thì phải là verb in, chứ nếu phải là the has hay there are, there is hay là has, have, chúng nó dùng nó nháo nhào lên, chúng nó đéo biết thế nào dùng there is, there are với chữ have, chữ has. Tao thề chứ mày điều đó. Tiếng Anh mình ít dùng chứ không phải mình còn nói phải giỏi hết ở đây. Dùng để giao tiếp thôi mà, nhưng mà giao tiếp nó phải có cái chuẩn của nó. Rất nhiều sinh viên rất ẩu trong việc viết tiếng Anh. Rồi, for a tab. Chấm. Sâu GPA, dám ba cái đồ này. Sâu sâu profile. Dễ quá mà thầy, trên này em biết rồi. Với mọi x quét qua từng con trỏ. X bằng từng con trỏ, từng thẻ bài, từng con trỏ. Tức là có tọa độ đấy, tức là bằng từng tọa độ. Đến tọa độ đó chấm thôi. Đến tọa độ đó xem thôi. X là biến con trỏ, mà biến con trỏ thì lưu tọa độ. Biến con trỏ thì lưu tọa độ. Thì lưu tọa độ. Chấm tức là đến tọa độ. Mình học rồi. Xong. Chạy thử. Cảm ơn hôm bữa. Cảm ơn lại hôm bữa. Rồi. Sort. Lần lên. Thầy đã sort đéo đâu chưa? Sao cũng này sort thôi. F6. Rồi. Đó ngon. 5, 9, 8, 4, 2, 4. Rồi, biết thừa lộn xộn rồi. Copy xuống luôn. Cần chút xe. Nhìn lại đi thầy. After sorting. Sorting. Sending. By GPA. Rồi, xong. Vậy thì có nhiều không in kiểu này thầy. Ráng thầy in kiểu, in kiểu mới đi. Ok, in kiểu mới thì for tab. Ở chỗ này là arr.size. Rồi, đeo có gì lăn tăn. Vậy nên chấm sai thì phải chơi trò ghét từng cái bộ tôi giống hoặc vuông thôi. Cái này là chơi giống for x và for i. Như vậy là arr.get. Get phần tử thứ y. Được con chó đây. Chấm tiếp thầy. Sau gì? Thầy viết thế này em làm em bị bối rối. Nếu mày không muốn viết kiểu này thì là sao tôi lên? Ách. Bằng arr.get. Mẹ kiếp lấy được một con chó, lấy một thẻ bài. Gán địa chỉ cho ai đó giữ. Thẻ bài chính là có địa chỉ, mà có địa chỉ đưa cho đứa khác giữ. Và biết thừa rồi. Triple X. Sau profile. Có cái đeo ở đâu chứ nghĩ. Hai cách viết như nhau mà thầy. Ủa thì em thích cách viết này nhanh hơn. Mẹ kiếp nó trả về tọa độ. Sao em biết thầy? Nhìn này chấp get này. Get đâu rồi? Get. Tao ói về một sinh viên này. Gọi là hồi nãy đầu giờ đấy. Ói về sinh viên đéo phải. Ói về tọa độ vùng new sinh viên. Thì mới gọi là sinh viên. Kiểu sinh viên có nghĩa là kiểu về tọa độ còn đéo gì nữa. Mà nếu là kiểu tọa độ thì chấm. Còn nếu đưa tọa độ cho thằng khác giữ giống như bằng new. Vậy mày là tọa độ thì bằng tao bằng mày, tức là tao bằng new. Mà tao bằng new tao chấm thì chuyện mẹ kiếp học bao nhiêu năm nay rồi. Rồi bỏ một trong hai đi thầy. Rồi. Như vậy lát hồi em sọt mà nó ra được như nhau là em ngon đúng không thầy? Như vậy có hai danh sách. Hai thằng này với giống nhau mình đã sọt đéo đâu. Rồi thuật toán sọt chả có mẹ gì đần tăn viết ngay ở giữa. For tab. For tab học rồi. Y bằng arr.len đúng không thầy? Không, len cái đéo gì. Size. Và cái này là arr.size đúng không thầy? Nhưng mà trên này thì em nói thầy đi đến áp chót thôi. Trừ 1. Và trên này thầy đi nước lên thì lên thầy. Y cộng 1. Rồi. F. arr.get thằng thứ y thầy. Mà lớn hơn thằng thứ gì ấy. Giống như ngoặc vuông y. arr.get g ấy thầy. Thì swap nha thầy. Tao đạp mày một cái. Ai cho mày ghi câu này. Câu này tao đã từng
dạng là không được ghi câu này. Trả lời tại sao? Hai con học chó. rồi. Ừ. Hai con chó không thôi Tại sao? À, cái này là hai con chó đúng không mà, đây là hai cái tọa độ tầm hai cái cặc visit đi so sánh số nhà bên trên đó, mày điên à? Get y là cầm cái thẻ bài, cầm cái cặc visit, trên cặc visit có số nhà đủ mà, số nhà tao to số nhà mày, vãi mày, mày đến nhà đó xem tiền của nó thế nào mày, có cứ cướp được không? Chấm. Get gì vậy? Chấm. Get gì vậy? Thầy lại chơi em rồi. Có phải giống như cách ở trên không thầy? Giống cách này là chấm này đúng không thầy? Thầy khai báo sao thầy không gái bốn lẻ, khai báo biến lẻ mẹ cho nó mệt. Sờ tiêu đến T bằng ARR chấm get lấy thẻ bài đầu cất đi. Rồi ARR chấm set hoặc vuông y bằng ARR chấm get đi. Rồi ARR chấm set G bằng T. À, thầy viết cốt nhanh quá, theo đéo kịp. Đầu mày, ngày hôm qua kia đã học mẹ rồi. Tem bằng ghét thằng đầu tiên. Thằng đầu tiên nên được xét lại bằng thằng kế. Thằng gì đây chứ cái đéo gì. Thằng gì thì cần xét lại với thằng cũ. À đủ, toàn là con chó. Nhưng phải thông qua xét để bỏ trong cái tủ này. Trong cái túi thì phải nhiều lục trong đó mà làm, chứ đâu có làm bên ngoài được mày. Mình đang đổi độn các thẻ bài trong đó mà. Khắc lại các thẻ mà. Khắc chó gì bài ngày hôm nay. Đó cho nên bữa về không biết là chúng mày có thể bận rộn cho những việc khác hay là còn thi cử các môn khác hay không, tao không biết. Nhưng mà cốt nếu đã tự viết thì đây là xong chứ có cái đéo gì đâu. Lưu lại cái tọa độ thằng T, thằng đầu. Thằng đầu xét bằng thằng sau, vì nếu chúng mình đéo ổn thì đổi chỗ trò, đéo ổn thì đổi chỗ trò. Ủa nó giống y chang mạng, thì mẹ kiếp nó là mạng chứ là cái đéo gì đâu. Linh hoạt hơn thôi. F6, nếu nó sọt được bạn số 2 nó lên đầu, bạn số 4 tiếp theo, tao xin một tràng pháo tay, rise một cái hand. Dăm ba cái đồ cốt này, hiểu tại sao dữ liệu thầy Hoàng đã cố tình để 2 3 4 để đối chiếu cho nó dễ, chứ nhìn lộn xộn những cái tên với mã số thì mẹ kiếp, thằng 2 là mã số 2, thằng 4 mã số 4, như vậy cho dễ để mình hình dung. Đây là cái nghệ thuật, là cái mẹo để làm cái dữ liệu test test mà còn biết nó đúng hay không, phải có chiêu đấy con ạ. À, đó tao vừa đã làm cho chúng mày xem rồi. Rồi xong rồi, dăm ba cái đồ yêu này, vào phần khó tiếp theo bắt đầu thưa thầy. Vậy cốt này không khó nhen, đã làm hôm bữa rồi, chỉ thêm vòng for vào và easy vẫn cốt cũ, nước lên thuyền lên, đảo dấu này tức là sắp xếp giảm dần. Chơi đi thầy. F6 giảm dần, điểm 9 lên đầu, điểm 8 tiếp theo. À, mình thiếu dấu cách ạ. Chim lên đầu. Dăm ba cái đồ yêu. Nguyên tắc của nó một câu rằng là gì? Nếu đéo đúng chỗ thì đổi. Còn thế nào gọi là không đúng? Nếu sắp xếp tăng dần thì thằng đứng trước phải bé hơn thằng đứng sau thì mới là được. Nếu sắp xếp tăng dần thằng trước phải bé hơn thằng đứng sau, mà đủ má mày đứng trước mà mày đòi lớn hơn thằng đứng sau, tao đổi liền. À đồ thế thôi. Xong hàm tiếp theo bắt đầu, hàm này mới là hàm ngầu nè. Hợp lệch sở tây tịch. Sở tiêu đần sở sở tiêu đần. Em muốn tìm một bạn sinh viên, bạn này làm rồi thầy không, bao bữa tao chưa làm hết, tao chưa làm hết mà bây giờ tao làm. Thầy ơi thầy đưa vào string ID đi. Đúng rồi, nguyên tắc là mày muốn search gì, cái này cũng giống ở ngoài đời, mình gặp ở phòng khách sạn, mày đến các nhà quán ăn nhà hàng thì mình luôn luôn gặp tiếp tân và họ ra họ chào, bắt đầu mình em giúp gì anh chị, tớ tìm một người này người kia đang có ở đây hay không, tớ hỏi xem ở đây có cái loại phòng này hay không, tớ xem ở đây có bán món này hay không. Nói chung đại loại dân tiếp tân người ta đi ra để bắt đầu cho câu trả lời và mình đưa thông tin cho họ. Đây đưa đầu vào và bắt đầu mình trả lời có hay không. À. Gọi đến tổng đài, gọi lên phòng chăm sóc khách hàng, gọi lên chỗ bán hàng hỏi xem màu này còn hay không. Tức là đưa mã màu cho họ thì họ mới tìm được cho mình chứ. À. Thế thì cái câu chuyện ở đây. À. Câu chuyện ở đây là vậy bây giờ mình cần phải có cái mạng, có một cái release. Như vậy, dăm ba cái đồ yêu. Tập trung cao độ nha.
phần mới bắt đầu. Đánh vào đây. Bây giờ em sẽ đi tìm trong cái này. Cái nguyên tắc em sẽ for. For trong mạng, trong array list, trong cái ARR. Get từng đứa thứ ra. Get từng bạn sinh viên ra. Lấy từng thẻ bài. Từng thẻ bài. Hỏi. Địa chỉ. Có được địa chỉ chứ. Lấy thẻ bài là có được địa chỉ rồi. Hay là cái thẻ visit, card visit có địa chỉ. Đến địa chỉ. Hỏi ID. Như vậy là chẳng qua là get y chấm get ID. Ủa? Em thấy cái này giống mà. Giống dưới này thầy vừa mới get được cái GPA này thầy. Thì trên này thầy get ID thì có cái đéo gì đâu. Thì nó lấy được ID. Thì so với ID đưa vào. Nếu khớp hay là giống thì rõ ràng return cái tọa độ vùng new sở tiêu đình vừa tìm thấy. Còn gì nữa? À, trong đây có như bao một đống sinh viên này, 5 sinh viên này. Giờ tao hỏi thằng 8 có ở đây không? Thì 8 đây là vị 0 1 2. À, em thấy tìm ở vị trí 2 anh ạ. Cái thẻ bài số 2 là chứa thằng 8 đấy. Thì đưa tao cái thẻ ở đây. À, anh chờ xíu. Thế là mình đưa cái tọa độ anh đến cái nhà này này. Như vậy mình return cái get thứ y. Như vậy return cái get thứ y. Nếu cái y là tìm thấy. Thang, đúng mà get thứ y tức là cái tọa độ của vùng new tao đang nắm trong đây một đống thẻ bài. Thì tao thảy cho mày cái thẻ bài, tức là thẻ bài chính là tọa độ, thảy cho mày card visit tức là tọa độ còn đéo gì nữa. Thì theo cái tọa độ đó, cho nên cái tọa độ này return nó sẽ đem lên đây. Thì có nghĩa rằng là tọa độ của vùng new đem lên đây thì đúng chuẩn vẫn là trả về một tọa độ. Cho nên hàm này phải tưởng tượng cái logic của cái hàm này. Student x đó. Về mặt nào đó chính là phải bằng một cái vùng new student nào đó. Rõ ràng một vùng new nào đó. Sẵn hay có hay cũ hay mới đều quan tâm. Vậy cái tên hàm này cũng y chang tương tự vậy. Như vậy thì cả cái này sẽ tương đương với vùng new nào đó. Đó. Như vậy cả cái sở tiêu đình thì cũng vậy thôi. Phải bằng một cái vùng new nào đó. Và nó bằng vùng new nào đó thì chính là return. Return này tức là câu này chính là get ID là thẻ bài thứ y. Như vậy cái tên này sẽ bằng thẻ bài thứ y. Vậy bằng thẻ bài thứ y. Thẻ bài thứ y bằng tên này. Như vậy nó chính là biến trả hàm trả về tọa độ. Vậy thì thầy, cái này thầy còn chần chừ nữa gì nữa mà thầy đéo viết. Nếu không thấy thì return null. Vì nguyên tắc của biến này chỉ được quyền bằng vùng new hoặc bằng vùng null. Đéo có bằng cái nào khác. Đây là biến object. Chỉ có hai chỗ để chọn. Hoặc chọn một vùng new object. Sở tiêu đình tử tế. Hoặc chọn null, chọn đáy RAM. Mình đã học rồi. Chọn đáy RAM có nghĩa là đéo có ảnh hưởng gì cả nha. Eo thấy nhưng tại sao thầy không gắn bằng không? Số không được gọi là literal. Hôm bữa mình có nói chỗ này rồi, cái chỗ null này số không không được gắn bằng không. Mình đã học chỗ này rồi ngày hôm bữa. Đây, không được gắn bằng không vì không được xem là một con số nguyên. Literal cái gì code xuất hiện trong code được gọi là số, là chữ thì gọi là literal. Và literal nó theo đúng ý nghĩa số xuất hiện trong code. Đéo phải là cái gì khác. Nó thể được quy ước là integer. Đầu kỳ mình đã học cái đó rồi các con ạ. Như vậy thì chỉ được quyền bằng chữ null, tức là hạ cánh nơi anh xuống đáy RAM thì nó chấp nhận. Tức là cũng là một vùng tọa độ, nhưng vùng đó không có gì để đánh dấu rằng hey, bạn không có gì cả. Đấy là ý nghĩa của cái việc con trỏ null đó. Đến đây mình đã xong ý nghĩa logic. Thế thầy còn chần chừ đéo gì nữa mà thầy không viết code nốt đi à, ta có ý đồ. Nè, bây giờ nếu viết kiểu này thì hoàn toàn không có gì sai. Nhưng tại sao thầy không nghĩ rằng cái này nên thầy nên dùng đi dùng lại sinh viên này đi. Bỏ qua câu chuyện static mà ý em nói là thầy truyền cái giỏ vào đi. Cái này cũng giống như về bạn ở nhà, bạn biết rồi. Đôi khi mình có một nhiều đống đồ trong ba lô nhưng mình bận rộn quá. À, mình thảy cái ba lô trong cái đó bạn. Vì vừa đưa du lịch về. Quà đâu đâu. Mình nói với thằng bạn trong ba lô đấy, lấy đi. Mua gói cho mày đấy. Ví dụ mình đi du lịch về mình mua gói thuốc lá xịn cho hay gói xì gà xịn cho về cho thằng bạn nghiện ngập chẳng hạn. Trong đó mày tìm. Như vậy lúc đó mình đưa nguyên cả cái ba lô cho nó.
đưa ba lô và nó đi tìm. Như vậy thì cái này tôi gọi là danh sách sinh viên, giống như cái ba lô là cái túi này đấy. Vậy có cách nào thay vì thầy phải viết lại cái này, thầy đưa mẹ nó từ bên ngoài cái túi đó cho em? À, ta đang đặt vấn đề đó, giống y chang như việc mình đi về mình ngại mà biến quá làm vật ra giường, mệt quá cả tuần đi rồi nập vật ra giường, quà tao đâu, thằng ấy chỉ trang cho tao về quà wishlist, rồi tao đưa cái ba lô đấy, ba lô đấy lấy đi. Như vậy cái ba lô đấy lấy đi, như vậy có nghĩa là ba lô đưa vào đó, thì nó hay hơn, nó linh hoạt hơn rất nhiều. Và cái danh sách này mình có thể tạo đâu đó kệ mẹ nó, vì cuối cùng chỉ cần một cái túi thôi mà, cuối cùng cần một vùng new thôi mà, đây bằng vùng new và add vào từ từ. Như vậy ta sẽ nâng cấp bài này đủ, ta sẽ không chơi trò là ngồi tạo đây, ta sẽ nhận vào đây đó, tôi nâng cấp bài này này. So list viết tiếp code so student phải đủ. Nếu chơi này có nghĩa là cái gì, thầy nhắc lại cho em, thầy chỗ này em khiến bối rối, đừng quan tâm code bên trong, cái mẹ nó quan tâm cái chỗ này viết kiểu này. Như vậy đây chính là gì, arr là một, ôi giống như cái này thầy, bỏ qua câu chuyện code bên trong, nhưng mình phải nhìn cái sự tương đồng. Ở đâu mà đây là một tên của cái túi đúng không thầy? Đúng rồi, tên một cái túi. Như vậy thầy đưa cho em một cái túi đúng không thầy? Đúng rồi, cái túi thầy mua ở chỗ khác đúng không? Đúng rồi, mà đứng danh sách sinh viên ở chỗ khác đúng không? Đúng luôn. Như vậy bản chất đây là cần chỗ một vùng new rõ, một cái new array list, và cái new này có rõ có bên trong sinh viên hay không, kệ mẹ nó, quan tâm đéo gì quan tâm nhé. Cái này nó sẽ chỗ vào một cái rõ, một cái túi, giống như cái này phải chỗ một cái. Như vậy kỹ thuật này người ta gọi là kỹ thuật truyền dữ liệu từ bên ngoài vào trong, truyền tham số. Nhưng tham số này nó hay cái chỗ loại này, nó chính là một tọa độ. Vậy đưa tọa độ một cái giỏ vào đây cho tao đó, vì đó là biến tham chiếu mà. Như vậy cách viết thế này là gì, đưa tọa độ một cái giỏ vào, đưa tọa độ này là một cái giỏ cụ thể của một cái giỏ, tọa để đâu cho tao biết đây đó, đưa tọa độ một cái giỏ, tức là đưa một vùng new array list, một vùng new array list ở đâu đó vào. Bài này không có lạ, không quá lạ, vì hôm bữa đây này mẹ kép sợt trả về một sinh viên, ủa chỗ này có thấy sinh viên đéo ở đâu mà tại sao nó trả được, SM12456 nó chạy hôm bữa được con, vì đơn giản là trả về tham chiếu, nó tìm, nó lục trong cái danh sách giỏ trong đây này, trong đây có cái mẹ gì không cần biết, cuối cùng nó ói ra cái tọa độ sinh viên và result là chỗ đến sinh viên thì result chấm. Như vậy toàn bộ bài này nó vẫn chấm ra được từ lưa, vì đơn giản trong đây nó có một cái vùng new được ném ra, tọa độ vùng new được ném ra, thì đây cũng vậy thôi, đây là một vùng new ở đâu đó không biết, đưa qua đây và tao gọi chung là đưa cho tao tọa độ là đủ rồi. À, như vậy đây gọi là truyền tham chiếu. À, như vậy ra một điều là trong cái hàm này nó không new cái giỏ, không new cái giỏ, cái túi. À, nó chỉ gần, nó đứng đây, nó móc vào cái túi từ xa, đứng trong hàm, móc vào, neo vào, bám vào, trỏ vào. Ta dùng rất rộng nhiều từ, tỏ vào cái túi ở đâu đó bên ngoài, ở đâu đó bên ngoài, và nó có đồ hay không kệ mẹ nó, chỉ cần biết là nó chọn vùng new. Vì nguyên tắc câu là AR thì cần chọn một vùng new, vì kiểu new array list đó. Như vậy thì đây là kỹ thuật truyền thái y, truyền thái y tham chiếu, tiếng Anh gọi là pass by refer reference. Thực ra cái thằng này cũng là pass by reference, nhưng tôi muốn nói cái thằng này nó hay ho. À. À, như vậy thì thầy, em phải cần cái chỗ này. Cắt cái thằng này đem lên main đúng không thầy? Cắt đem lên main là xong. Đúng rồi mày, cắt đem lên main. Mà cắt lên main em new xong em đưa cái arr vào đây đúng không? Tên biến đéo phải là vấn đề đúng không thầy? Thầy đã chỉ em rồi, dùng chữ test start cái thứ này nọ ok luôn. Như vậy bên cái này đem main. Đem lên main. Dĩ nhiên rồi, đem lên main là xong. Nhưng đem lên main đéo hay. Mà sao thầy kỳ vậy? Bởi vì trong main tốt nhất chỉ nên gọi hàm thôi, chứ còn chuẩn bị data trong này nữa thì nó sai, quá sai, chứ không có vẻ gì, không có, không phải là không được, nhưng vấn đề nó không hay. Đó, thế thầy, nhưng bây giờ em đưa, thầy không cho em đưa cái này lên trên main rồi làm sao em gọi hàm? Em gọi hàm thì gọi hàm search giống như hôm bữa này thầy. Thầy gọi hàm search này thì thầy đưa thêm cái array list vào là xong. New ở bên này nè, thầy đưa vào thì nó tham chiếu bên ngoài, trong hàm nó móc ra đúng không? Đúng rồi. Vậy thì sao thầy không làm? Đéo. Vì nguyên tắc lập trình là cố gắng mọi thứ đều phải để trong hàm. Như vậy control x cho tao luôn. Cô đen cái đó control x. À, còn for này thì AR vẫn code vẫn như cũ.
trong AR get từng thẻ bài đấy, đây, AR để đây nè, mẹ kiếp chỗ nào vào đi lấy từng cái địa cốt này vẫn giữ cũ nhưng mà toàn bộ các đoạn cốt kia new đưa lên main, không đéo đưa lên main đó, hàm vi diệu xịn sò sang xịn mịn nào. Public cứ biết đi, tao giải thích tập trung cao độ. Public list đủ mà. Thầy chơi lớn quá, thầy vừa trả object nhưng giờ thầy chơi lớn luôn. List student init data. Thầy đang làm cái mẹ gì em chưa hiểu. Ham xịn sò trả về nguyên một danh sách sinh viên. Adult được hả thầy? Có đéo gì mà không trả về được. Tao trả về một cái túi chứa nhiều sinh viên thì cái thằng đéo nào chửi tao là không được. Ham trả về một cái túi. Trong cái túi có một cái cây trong một cái vườn. Có một cái túi có nhiều sinh viên. Ham trả về một cái túi. Trong cái túi có nhiều thẻ card visit hay thẻ bài. Nhiều thẻ bài card visit. Con chó. Chó tới vùng new sinh viên. Đâu đó. Ê. Hàm trả về cái túi. Ủa thật sự là điều gì? Cái mẹ cái túi làm cái tỏ con chó thôi mà. Vì bản chất ủa em thấy thầy lại làm em bị hoang mang cái đéo gì. Cái câu này là list. Phải nhớ cái tên hàm student. Nếu viết bình thường ARR về bản chất phải bằng new một cái túi chứ còn cái đéo gì, new một cái túi. Một cái array list. Cái túi và trong cái túi đó có gì cái mẹ nó. Ok. Là biết được cái túi thôi, còn túi rỗng hay không túi rỗng thì vẫn là cái túi. Như vậy khai báo biến thì chó vùng new tiếp tục ma viết kiểu này thì cũng tương đương con chó thì nữa, chỉ vậy tên hàm là một và liệu. Đó, như vậy tên hàm là chó đến một cái túi chứ không có đéo gì nữa. Tên hàm sẽ chó vào một cái túi có gì chấm chấm cái mẹ nó. Thì làm em hoang mang cái đéo gì. Apple float sqrt của bên C, float sqrt bên C nha, đưa vào một cái float khác thì có phải chính là khi mình xài float x bằng sqrt 4 mà tên hàm là một giá trị. Tên hàm là cái tên hàm phải là cái ngoặc vuông ngoặc tròn là một giá trị, nó là số 2 gắn vào đây. Tên hàm là một giá trị số 2 gắn đây. Vậy kép tên hàm là một con chó chó vào new một cái túi. Có gì là sai? Còn đây là biến lẻ hay hàm trả giá trị, bản chất phải bố tôi phải tô đen đến đây chứ không được tô đến đây. Tôi cả cái này. Vì SQRT 4 cả cái này mới bằng được chữ x chứ. Đó, cho nên tên hàm cả cái này hoa là một biến kiểu list, như vậy nó cần nóng lắm luôn một cái túi đâu đó. Như vậy mình sẽ new cái túi trong đây, mình ném mẹ nó ra đây. Như vậy nguyên tắc new trong hàm ném ra bên ngoài. Mọi người có đang theo kịp cái logic tôi giảng không? Trả lời. Có. Được kịp. Lệ phí đổi ngành là 2.350.000 nha các em. Giờ bắt đầu đổi là vừa rồi đấy. Quyết định đổi hay theo thầy Hoàng? Trả lời. Theo thầy Hoàng ạ. Một đứa theo. Theo. Dạ theo thầy Hoàng. Dạ theo thầy Hoàng. Dạ. Chứ mày có biết con tim mù lòa và đôi mắt mù lòa không? Thầy Hoàng chỉ là người làm thuê của đại học FPT thôi, việc gì phải theo. Con tim chúng mày bảo chúng mày thích cốt hay là con tim chúng mày bảo rằng là đéo biết chọn cái gì chọn đại. Cốt à? Thích thầy Hoàng ạ. À? À, hỏi thích cốt hay là chọn đại thì cuối cùng em muốn gì cũng được. Câu đó chỉ dành cho các cô gái, con trai không được trả lời câu cái gì cũng được. Nghe chưa? Yêu cốt đi, lát hồi thấy nó vi diệu nữa con. Tao đang đi vào phần viết vi diệu, xin cảm ơn tụi bay nếu tụi bay theo được cốt với tao. Và tất nhiên, thầy Hoàng cũng chỉ đưa chúng mày một đoạn đường, còn những thầy cô khác sẽ đưa và những món khác sẽ đưa. Cho nên việc trong mình là phải cố gắng giữ nhiệt huyết về môn học và giữ nhiệt huyết ngành nghề nha.
có những môn tôi chỉ giảng một số môn, còn các thầy cô khác sẽ cân những môn khác. Bạn sẽ thấy ở mỗi thầy cô một cái món hay để bạn học. Đó, đây là việc của các bạn phải tìm. Còn nếu không thấy được thì mình phải tự tìm. Bởi vì quyết định cuối cùng của cuộc đời bạn là bạn phải đi làm. Bạn đến lúc đi làm thì không phải thầy ơi làm vụ này thế nào, không. Giống như ba má mình đâu có thể hỏi là ông bà nội mãi được. Ông bà nội cũng đến lúc phải già, phải khuất núi. Ông bà ngoại cũng thế. Cho nên chúng ta luôn luôn phải trụ vững vàng bằng một cách nào đó. Tất nhiên có các mạng lưới liên kết làm ăn, bạn bè, rồi những sự trợ giúp này nọ, rất nhiều thứ, nhưng không phải luôn luôn mọi thứ trợ giúp luôn available cho bạn. Đó. Không phải luôn luôn sẵn sàng. Vì mỗi người phải lo cuộc sống của mình rất nhiều nữa. Cho nên việc của các bạn, tôi cần các bạn vững vàng. Cho nên học tôi, học các thầy cô khác và duy trì niềm đam mê nghề nghiệp để bắt đầu cái chân trời rộng mở và cái thế giới mà kiến thức rộng mở nhất chính là Google. Cái đéo gì trên Google cũng có. Thật sự. Vấn đề là mình có muốn học và muốn tìm hiểu hay không. Tôi nói trước nó sẽ rất nhức đầu và mệt mỏi. Nhưng mà đừng bao giờ nản. Các bạn biết tại sao màn hình của tôi luôn luôn táp nhiều. Không phải vì tôi khoe đâu. Tôi đọc nhiều lắm á. Tôi đọc nhiều thứ. Vì tôi đọc nhiều thứ tôi không hiểu tôi phải đọc tiếp. Kể cả tiếng Việt, tiếng Anh tôi đọc láng hết. Có nhiều cái tôi không hiểu. Thì tôi phải đọc. Ví dụ cái tôi đang giảng phần này. Thì tôi giảng về phần API là tôi phải đọc. Phải đọc thêm chứ. Mẹ kiếp làm sao tự thầy Hoàng mà biết được cái đầu của mày. Đối với tao đọc chuyên môn mà tiếng Anh không phải là vấn đề. Nói thì bị trục trặc, mình không có quen nói, ít dùng nói. Nhưng mà đọc thì đâu phải là vấn đề. Đấy, tôi giảng tao vẫn phải đọc thêm lại, đừng cãi nói tao không đọc. Đừng cãi nói thì tôi không đọc. Có phần khó, ví dụ liên quan. Đấy, cảnh báo nhiệt độ, đấy, tao phải đọc cả những cái mạch này thì tao mới giảng về IoT được. Tao có đọc thêm. Tao đọc thêm. Đừng có đùa. Tao đang giảng IoT lớp vừa rồi đấy, tao đọc thêm. Cố gắng có những chỗ tao chưa hiểu được, có chỗ tao hiểu. Kệ mẹ đây đọc tiếp. Chứ còn gì bây giờ nữa, mới tự nhiên sinh ra mới biết được, làm đéo có. Nãy hy vọng các con có niềm đam mê nhất định. Tao chỉ biết có thể khuyên chúng mày được như thế thôi. Tối nay xem một clip chém sàm nhé, một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ của một lớp buổi sáng. Lớp này thường tôi sẽ không chém sàm nhiều lâu bởi vì kiến thức nó nhiều quá. Còn những lớp sau á thì nó có gọi là mang về kỹ năng rất nhiều, cho nên kỹ năng thì có thể linh hoạt trong giờ giấc được. Còn cái đây là cái kiến thức đòi hỏi cái tính chặt chẽ bạn hiểu ban đầu. Cho nên tôi luôn luôn động viên các bạn thôi, nhưng mà luôn luôn chắc chắn phải dạy. Còn có những cái lớp chuyên ngành 4, chuyên ngành 5, có những bữa chỉ ngồi nói về động lực học tập, nói về soft skills. Vì có những cái nội dung nó lồng trong được cái những môn học đó. Còn môn học về code thì phải làm việc với cường độ cao, bạn biết rồi, tôi code liên tục với các bạn là bạn mới thừa biết rồi. Vì đang rèn luyện giai đoạn đầu, không có kỹ năng code đéo nói chuyện ngày này được, thế thôi. Cho nên mình nhìn cái tên hàm quay trở lại, kiếp tên hàm nó giống y chang việc khai báo một cái biến, nhưng phải nhìn cái sự tương đương. Cái này đủ má giống, đủ má cái này vậy cả cái này phải là một cái value mẹ rồi đó. Và bây giờ mình dán vô, dám ba cái đồ và return ARR xong. Lần đầu tiên trong cuộc đời biết cách làm chuyện ấy, return một đống data. Ủa em nhớ hồi bên phổi bên C thầy cô nói rằng hàm chỉ trả về giá trị. Thế đúng mà, bài này tao đâu trả về nhiều đâu, tao trả về một cái túi thôi mà. Còn trong túi nhiều đồ đâu có là chuyện của phải nhảy. Nếu tao đưa lấy từng món đồ tao đưa cho mày tao mới khốn nạn. Chứ còn đây tao chỉ đưa một cái túi trong có nhiều món đồ thì có đâu có gì là sai. Cho nên đây là tao trả về một cái tọa độ của cái túi. Đấy, đấy. Bắt đầu nhìn, phân tích AR bằng new, như vậy có một cái túi. Túi đó được nhét đồ vào kệ mẹ nó. Và cái túi này, đây con chó chó vào cái túi. Như vậy thì return AR tức là tương đương với tọa độ của vùng new và gắn vào biến hàm. Cho nên câu này phải đều là tương đương là init data. Init data. Đó, bằng new array list. Tại sao vậy? Vì đúng bản chuẩn nó sẽ phải bằng là ARR và AR định luật bắt cầu. Vì chữ return có nghĩa là tên hàm, đập cái này vào tên hàm. Tao đang có value đéo gì đó, tao đưa cho tên hàm. Cái này tôi đã giảng trong bài hàm số của cái tuần đầu tiên rồi. Hàm trả về giá trị, 4 loại hàm, loại 1, loại 2, loại 3 và hàm xoáy ca. Tao giảng cho chúng mày hết rồi. Có vào, có ra, không vào, không ra gì đó. Như vậy, return có nghĩa là tao đang làm một biến con chó, tao có tọa độ. Mà tao gắn cái tọa độ đó, tao gắn thẳng lên tên hàm. Gắn thẳng tên hàm. Vậy kết luận tên hàm có tọa độ. Như vậy hai chàng trỏ một nàng. Còn trong đây là cái chuyện của cái túi đéo quan tâm. Thế này tôi đã nói là quan tâm là cái đéo gì bên trong. Đó. Quan tâm có một cái túi được trả về. Ồ, vì nó tương đương một biến AR, một cái vùng new. Như vậy cái này, nhắc lại, return này,
Như vậy tao có tọa độ, tao ném vào tên hàm. Mà tao ném vào tên hàm tương đương với tên hàm cũng có tọa độ này. Như vậy tên hàm chính là vùng new. Đó. Như vậy tên hàm là vùng new rồi thì đúng ma mình nắm được cái vùng new rồi, tức là mình nắm được toàn bộ value bên trong rồi. Em sẵn sàng quẩy thưa thầy vì tên hàm là tọa độ của vùng new. Đó. Tên hàm là tọa độ vùng new mẹ rồi. New sỏ. Có bên trong một đống hoa hồng nha. Bên trong. Một đống thẻ bài. Tên hàm là tọa độ rồi thì lấy tên hàm mà sai. Tên hàm chính là cái giỏ mẹ rồi. Tên hàm là cái giỏ rồi. Giỏ đến cái giỏ rồi. Rồi. Cái giỏ hay cái túi. Đó. Hay cái làn đựng. Hay là cái sách. Cái tay nải. Cái vali. Nói chung là dùng chữ mẹ nào được. Ok. Sai được chưa thầy? Sai đi. Sai thôi. Em hồi hộp quá thầy. Nhưng mà cái phần này cốt nó rừng quá. Cái hàm men này rừng quá. Hàm men này rừng quá. Cần cho sẹt. Ôi bên mẹ nó cả cái hàm men đi. Làm hàm men mới cho nó lành. Chưa mới rồi. Em xài thử riêng cái thằng này đây, nó đã thầy. Bỏ mẹ nó cái men này đi. Như vậy làm sao em xài? Em biết cái men mới được cái chó gì sợ. Comment cả cái đám men nha. Bố đen cả cái đám men. Comment lại. Public static void men tab. Oh, có men mới. Comment. Vậy. Em xài thử cái này trước cái thầy. Tên em là tương đương một vùng new. À, trả về. Như vậy thì em sẽ là chỗ vùng new. Em dùng được luôn. Như vậy em khai báo. List student ARR bằng init data. Oh, nó không số thầy ơi. Lỗi thầy Hoàng. Thiếu chữ static. Đó. Nếu có static là cần cho cách néo sổ. Vì static thì chơi với static. Cần cho cách. Như vậy bắt đầu nhìn logic lại. Em bị xoắn với các loại AR, đéo sợ bố con thằng nào. Đây là một biến cần trỏ một vùng new. Một new giỏ là được rồi thầy. New Arrayless. Vậy tao là một tên thôi cái giỏ. Bây giờ khoan, bắt đầu thằng này bằng. Vậy xem thằng này là cái đéo gì đã. Thằng này bắt đầu nhìn code rồi đó. Thằng này, nó chạy lên đây. Như vậy nó bắt đầu nó gặp new. Như vậy có một cái giỏ. Đó. Và cái giỏ đó return đập lên. Như vậy nó chạy lên đây, nó đập cái chữ AR lên đây. Như vậy thực ra init data chính là new AR. Như vậy cái thằng này của mình AR chính là new đám này. Đủ má ngon, như vậy mình được quyền xài đám này. Tin hay không, bây giờ sẽ thấy. S out the student list. Comment luôn. In thử coi. For rare tab. Chấm so profile. Giờ tao F6. Nếu màn hình có được 59824, tao xin mọi người một tràng pháo tay. Còn nếu không thì được quyền lêu lêu tao. Giờ tao chạy. Nếu có 59824, tao xin một tràng pháo tay. Vì rượu không các con? Hiểu con trỏ chưa? Trả lời. Hiểu biến tham chiếu chưa? Thúc má chơi tên này sợ bố con thằng nào. Dạ thưa thầy, thầy có thể giải thích em nghe kỹ phần này còn quan trọng để hiểu bản chất câu chuyện nào. Ngày xưa thầy có nói với em một câu rằng cái loại biến có một loại biến là local, và biến local thầy đã từng nói với em nó nằm trên vùng nhớ stack. Chắc thầy còn nhớ biến khai báo trong hàm là nằm trên vùng nhớ stack. Như vậy em set cái hàm này đi và em nói thầy nghe một điều là những gì làm trong hàm thì sẽ bị biến mất khi hàm kết thúc, có đúng không thầy? Đúng em ạ. Vậy tại sao khi chạy hàm này xong, tại sao khi chạy hàm này xong em xuống đây em nó vẫn for được tất cả các sinh viên? Đấy là câu chuyện em thắc mắc. Vì hình như nó vi phạm nguyên tắc của thầy nói ngày xưa và môn si. Biến khai báo local, những gì làm trong local của hàm sẽ biến mất. Còn nếu không muốn biến mất thì phải tìm cách móc nối ra bên ngoài bằng cách nào đó, dùng con trỏ hay gì đó. Thầy giải thích cho em được không? Được. Hãy nhìn. Biến này là biến con trỏ. Biến tham chiếu nó nằm trên stack. Chắc chắn 100% bị biến nằm trong hàm. Đéo nói nhiều. Bên ngoài đâu có xài được. Vậy rõ ràng đây biến khác mà thầy. Đúng rồi. Biến này cũng là biến stack. Rồi, biến này nằm trong stack. Nhưng new thì đéo nằm trong stack, new vòng trên heap. Chỉ dọn dẹp những thứ trong stack khi hàm kết thúc
thì những thứ trong stack bị dọn dẹp. Còn vùng new này khi nào bị dọn dẹp? Trả lời. Vùng nhớ heap khi nào bị dọn dẹp? Trả lời. Ai dọn dẹp vùng nhớ heap? Trả lời. Garbage collector. Ừ. Garbage collector. Công ty môi trường đô đô thị. Garbage collector. Và garbage collector nó chỉ dọn dẹp khi nào? Với những thứ nào? Trả lời. Khi mà dạng rồi. Gáy là một lần rồi thôi á, là mình new mà không có gáy là con chó đâu hết. Đừng nói new mà không gắn con chó, câu đó không đúng hết. Câu đó không đúng hết, phải nói lại. Khi nào vùng new trong heap bị trong heap bị dọn dẹp? Quên mẹ rồi. Duy. Khi nào vùng new trong heap bị dọn dẹp? Thầy là khi nó không có rõ tới ai á thầy. Nói lại. Vùng new trong heap dọn dẹp hết rồi. Khi nào vùng new trong heap bị dọn dẹp? Vùng new object bị dọn dẹp. Em quên lại thầy. Em chỉ nhớ là nó không có rõ tới ai thì nó sẽ bị công ty môi trường đô thị dọn. Tao đổ tao nốt mày. Mày thấy cái hộp quẹt của tao kinh chưa? Đây là hộp quẹt đấy. Tao nốt chúng mày. Hộp quẹt nó này nó mới ngầu. Nó dùng người tao thắp nhang, tao tế hồn những đứa nào không học. Duy ơi là Duy. Nó chỉ dọn dẹp vùng new nếu vùng new đó không có ai trỏ tới. Không có con trỏ trỏ vào vùng new, nhớ chưa? Để nhớ thầy. Và cái câu của thằng cu nữa nãy nói trước là tức là new một lần rồi đéo cho ai trỏ. Object vô danh. Tức là vẫn cứ new nhưng dùng một lần rồi bỏ. Vì đéo có ai trỏ. Phải nói là không có ai trỏ tới vùng new đó chứ nó đi trỏ đi đâu. Dạ. Có đúng cái câu mày nói là nó khi nó không trỏ đi đâu. Má câu đó khác nhau nha. Dạ khác thầy. Vùng new không có ai trỏ. Mày ngồi đó mà đéo ai gọi mày ấy. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Sợ xử lý của cái não này nó nhanh chưa? Trả lời. Dạ nhanh rồi. Nó già lắm rồi. Nhưng nó còn bén lắm. Bén chỗ mày liệu hồn mà học. Dạ. Nhà mày đâu? Nhà mày mèo mới đẻ à? Dạ đúng rồi. Mèo con nó mới đẻ hay sao? Con mèo mới đẻ thầy. Lông màu gì? Dạ màu đen. Hay là màu đen? Màu đen thầy. Tao chỉ thích mèo lông màu vàng tam thể, màu trắng thôi. Con nào mà cái mũi nó bị nhọ một bên nó đẹp lắm. Có không? Con này. Không thầy, con này nó đen mà sao tay chân nó trắng. À, phải đi hỏi bố của nó là ai, phức tạp lắm. Dạ. Đến Duy bây giờ cũng học kém rồi. Tao thất vọng. Quyên chờ đó đi. Sẽ đến lượt mày. Lớp này còn 2-3 cô gái nữa cơ. Chờ đó đi. Tao hỏi không được, trả lời không được. Tao bán đi Đài Loan hết. Hết dịch thì tao bán đi Đài Loan hết. Như vậy, thầy, thầy quay trở lại cho em đi. Đây, câu chuyện quan trọng bắt đầu. Nào, nếu khi bắt đầu gọi hàm này, xem thử nha, tao giải thích rất rõ luôn. Để hiểu tại sao có mâu thuẫn hay không. Init data được gọi. Thì init data được gọi thì đây là một biến con trỏ, trỏ vào vùng được new. Đúng. Add từ lừa xí muội xong, vùng này là vùng heap. Vùng heap này chỉ bị dọn nếu đéo có ai trỏ đến. Mà lúc này đang có trỏ. Cebu đang chạy đến đây này thầy. Rồi xong, nó chạy đến đây đã xong. Nó chạy đến return. Nghe kỹ, lệnh return bắt đầu. Lệnh return nghĩa là sao? Là chuẩn bị kết thúc hàm. Kết thúc hàm thì lệnh sau lệnh return là kết thúc hàm. Như vậy return nó đập cái con trỏ này. Đây, về tao có data này. Tao đưa cho mày giữ. À, tao đưa cho mày giữ. Như vậy thằng này cũng trỏ vào đây luôn. Nguyên cái tên này này, nguyên cái tên này chính là biến. Đây là biến nè. Tên hàm nó là biến thôi, đừng có suy nghĩ sai. Tên hàm chẳng qua là cái biến thôi nè. Đó, hàm chẳng phải là con void thì đéo phải. Như vậy, đây. Thả vào đây. Như vậy tao đang trỏ đây nha. Và sau lệnh này thì Cebu nó chạy đến đây. Nó kết thúc hàm thì nó giết mẹ nó cái biến này đi. Nó giết biến này. Nhưng giết biến này thì có nghĩa là vùng này bơ vơ, đéo bơ vơ vì đã có tên hàm đã trỏ. À. Tên hàm đã vẫn trỏ còn. Đấy, cho nên đâu có chết.
Như vậy tên hàm này nó vẫn đang trỏ vào đây, cho nên mặc dù biến này bị giết bởi vì hết hàm, bởi vì hết hàm đến đây, CPU chạy đến đây, vùng stack đã bị dọn dẹp luôn, nhưng vùng heap này, cái này của heap mà, mà thằng này đang trỏ đây thì dọn thế đéo nào được, mà sau đó mình tự đi mình đưa sang đây nữa. Như vậy vùng new này, new của mấy bạn sinh viên này có đến hai con trỏ này và con trỏ này, hai chàng trỏ một nàng, thì lý do đéo gì mà bị mất được. Đến đây hiểu hàm trả về giá trị chưa, phải hiểu cho nó đúng nghĩa, trả về tham chiếu. Có new cũng đéo sợ vì lý do cái new đó nằm trên vùng nhớ heap, nó chỉ bị dọn dẹp khi không ai trỏ thôi, còn vùng những cái biến nhỏ nhỏ, biến tạm thì bị dẹp, dọn dẹp sạch trơn. Mọi người có hiểu tao giảng đến đây không? Trả lời. Dạ có. Dạ hiểu thế. Đấy. Cho nên phải hiểu cụ thể. Nhưng nếu đứa nào làm bên C chỗ này mà khai báo mạng không dùng malloc mà khai báo mạng ngoặc vuông, tao thề mạng đó là mạng gọi là mạng sờ tây tịch, là mạng vuông ngoặc vuông ấy, thì nó hàm hết hàm là dù return ra ngoài cũng đéo lấy được value của nó, mất luôn. Vì cái vùng nhớ stack nó tạo hàm trong đó luôn, tạo mạng trong đó luôn, cho dù hàm tạo cho mạng của bên C mà ngoặc vuông như này. Đó là điều lưu ý. Còn nếu mày dùng malloc thì nó mới còn. Mày dùng malloc trong đây thì cái biến con trỏ bên này trong C chỗ này nó mất luôn. Kệ mẹ nó, nhưng malloc vẫn còn trỏ ở trên này, vẫn được luôn. Đó. Và malloc chính là chữ new của bên Java. Đó. Đó phải việc nào là việc đó. Mẹ kiếp làm mảng bên trong, nhưng nếu là mảng động dynamic heap thì ok của bên C malloc. Còn mẹ kiếp ngoặc vuông là mày vỡ mặt, mất liền. Đó. Bên Java cũng vậy. Vậy thì chỗ này nếu em new ngoặc vuông có sao không thầy? Đéo sao vì chữ new tức là mảng trong Java nó lên mẹ nó, hiếp mẹ nó rồi. Đó. Hiểu đến đây thì đéo sợ bố con thằng nào. À, chưa thấy đã đâu. Chưa xong. Ủa bây giờ in được sinh viên ở đấy thầy. Giờ thầy làm đéo gì nữa? Ủa mình đã xong hàm sợp đâu. Đi xa quá thưa thầy. Ồ, như vậy thì nếu em có được cái ARR bên main này nè, em init data, em in thử rồi, em đưa mẹ nó cái ARR này xuống cái hàm này thì sao thầy? Nếu mày đưa xuống đây thì lúc mà tao vẫn trỏ tiếp thêm một chàng nữa, trỏ vào vùng new sinh viên kia, và bây giờ ta for truyền thống để ta chơi bình thường. Như vậy thì lúc này ARR trỏ vào một vùng new nào đó, đấy, mình đã cái này, trỏ một vùng new nào đó nè. Hay, kỹ thuật truyền tham chiếu này. Sợt nha, đưa vào vùng new array đâu đó cho cái hàm này. À, không new giỏ túi trong hàm này nha. Đứng từ hàm này móc vào cái đâu đó bên ngoài, và bây giờ ta móc vào thì ta dùng bình thường. Vậy lúc này ARR chấm size. Ủa thầy đang làm cái gì vậy? Thì sao thầy không for? Từ từ bình tĩnh này. Chấm size bằng bằng không. Giỏ đéo có gì cả thì return null. Giỏ không có gì thì sợt làm gì? Có gì đâu mà sợt. Trả về à, cánh này. Null đấy là như vậy, return null tức là null bỏ vào đây. Như vậy sinh viên chính là sinh viên null. Mà chữ null đó đắt hồi được đưa cho bên ngoài để dùng. Mình học hôm bữa rồi đây. Con trỏ nôn bảy bên ngọc rồng đã học luôn. Như vậy quay trở lại bài sợt, thầy làm em choáng váng luôn. Choáng váng đéo gì. Chỗ này nó báo màu vàng thầy. Đó. Kích vào màu vàng. Đủ. Câu hỏi 2 tiếp. Is empty. Bạn ơi, tớ cung cấp cho bạn một cái tiện ích khác. Trong cái túi nó báo cái trạng thái nhấp nháy đéo có cái gì đâu. Kích vào is empty. Đủ. Nó thay bằng câu nếu túi đang rỗng thì mình return null. Câu đọc dễ thương vãi. Như vậy khi mình chơi với object là mình chơi các hành động của object. Giống như mày mua cái tivi về là mày chơi với hành động của tivi. Mày mua cái điện thoại flagship mới về thì chắc chắn là mày chỉ chơi được những tính năng nó cung cấp thôi, chứ chơi được cái đéo gì hơn nữa đâu. Như vậy thì mỗi cái túi nó cũng sẽ cung cấp cho mình nhiều đồ đạc. Giống như một cái điện thoại di động cung cấp cho mình rất nhiều đồ chơi, bạn chỉ trải nghiệm trong đó thôi. À, chụp hình và xóa phông thì nó có xóa phông thôi, chứ bây giờ máy tao đéo có xóa phông mà mày đặt loại giống như của mày sao được? Cài app vào sao được? App giả thôi. Đó, đại loại vậy. Vậy đến đây mình đã hiểu được cái ý nghĩa của cái việc à, sai thêm những hành động của cái giỏ à, nếu mày bằng rỗng tức là tức là sai bằng bằng không ấy nha. Như vậy đến đây thì sure là giỏ có sinh viên rồi, có thẻ card visit của sinh viên, có con chó rồi, for thôi. Như vậy for tab. Vậy for chỗ này phải là for ARR chấm chấm gì? Chấm size. Cuối cùng vẫn phải chấm size hả thầy? Chứ còn đéo gì nữa thì đi đầu đến cuối lôi từng đứa ra hỏi. Lôi từng đứa ra hỏi nè. Đó.
Và lôi này hồi nãy mình học rồi. Thầy viết nhanh hay viết chậm? Tao viết thử cho anh nhanh thử cái coi. F, viết nhanh thử cái coi. F A R R chấm get là được bạn sinh viên đầu tiên mày rồi. Nhìn cái hàm get nó trả về này. Tao ói về cho mày một tọa độ sinh viên. Có tọa độ đây hả thầy? Chấm luôn. Get ID. Get ID thì lại trả về một sinh viên, à trả về mã số sinh viên. Mà chết mẹ rồi, mã số thì không được so sánh bằng bằng như vậy. Chấm tiếp đúng mà tao trả về một cái chuỗi, chuỗi là một vùng new ấy, chuỗi là vùng new mình học xong. Compare to ignore case. Như vậy đúng là ID đưa vào thì return arr.get đi. Đúng mà đã xong. Thầy viết sai rồi, compare to là cái hàm so sánh, nhưng so sánh này nó có, nó đảm bảo lớn bé bằng không. Vậy nó phải là chấm equal. Ignore case. Hồi chưa có một bạn sinh viên hỏi lớp kia hỏi tôi ignore case, tôi chửi hắn quá trời luôn. Hỏi ignore case là gì? Tao giảng ignore case là gì chưa? Tao đã nói chưa? Trả lời. Rồi. Nói là gì? Rồi ạ. So sánh bỏ qua lời, các ký hiệu và viết hoa viết thường không quan tâm, nó chỉ cần nó giống nhau điều này. Chỉ cần là chữ A đéo quan tâm A hoa thường. Còn nếu đứa nào equal là so sánh 100% hoa thường. Thầy nói sao chứ bên C làm đéo có, C có luôn. C là cái hàm strcmp là so sánh chuỗi đấy. Str là string, cmp là compare. Strcmp là so sánh chuỗi, đéo quan tâm hoa thường. Còn muốn quan tâm hoa thường nó có thêm chữ y. STRICMP, tôi đọc tiếng Việt. Y là ignore, so sánh mà bỏ qua hoa thường. Quá nó có hết đấy các con. Vấn đề mình không chú ý nha. Rồi, như vậy, một cách viết này em bị xoắn não, xoắn cái đéo gì. Là xong. Rồi, đi hết cả for. Đi hết for. Mà éo thoát được. Thì rõ ràng là không thấy bằng, rõ ràng không có sinh viên trùng ID cần tìm. Thì nếu cần tìm trùng thì chết mẹ ai ở đây rồi. Mình đã học rồi. Như vậy viết dài hơn đi thầy. Em viết thế này thấy nó khó quá. Sơn T bằng mẹ ghép lôi ra từng sinh viên đây. ARR.get I get E. Xong. Lấy được bạn sinh viên E rồi. Thì string tên name đi. À, TID đi. TID là tạm ID. Thì bằng đâu mẹ t.get. Thầy có cần phải lời cuộc đời thầy khốn nạn như thế này không thầy? Rõ ràng còn gì nữa. Thì lấy ra sinh viên thứ y gán vào tọa độ vào đây, rồi chấm hỏi nó ID là mấy, gán vào biến sinh viên. Thì đéo mẹ định luật bắt cầu là đến đây là t, t lại bằng cái này, cho nên ta ráp cái này xuống đến đây thì nó có phải được là arget y.get. Mà muốn so sánh chuỗi thì if t id bằng bằng id thì mình return. Không cho phép, không cho phép so sánh hai chuỗi bằng dấu bằng bằng, vì bản thân chuỗi lại cũng là một, chuỗi lại cũng là một đối tượng object con chó ID. Đây là hai, từ cái biến chuỗi nó chẳng qua nó chưa tọa độ đấy, đây là chính là vùng new của chuỗi ấy nhá, nó new một cái chuỗi, ID chính là new chuỗi ấy. Nên mình sẽ học sau, chứ còn nhiều thứ học sau vậy sao thầy, còn yên tâm đi. Cho nên sau tao sẽ không giảng hết được tất cả mọi thứ, nhưng quan trọng nhất tao giảng hết rồi, nghe chưa? Thì sau tuần lễ thi học kỳ của chúng mày xong là tuần thứ 11, tuần này là tuần thứ 9, tuần sau là tuần thứ 10. Nhưng thực ra mình đã học một tuần hè nữa, học thêm là coi như tuần thứ 11 rồi đấy con. Thì theo đúng lời lịch của nhà trường thì tuần sau, hết tuần sau là chúng mình nghỉ học. Rồi chúng mình tuần thứ 11 mình thi luôn nhá. Tuần thứ 12 thi lại. Thì tuần thứ 12 thầy Hoàng live tiếp các nội dung OOP ở trên YouTube. Anh em có phản đối không? Dạ không à. Tại sao lại không dạ phản không. Đối khi cái tuần được nghỉ thì mẹ kiếp thầy cho em nghỉ đi, bắt em học làm gì? Trả lời. À, thầy không bắt em học à, em tự nguyện học ạ. À. Mày thầy đéo nói, thằng khác. Bọn còn lại xem. Tốt. Nên nhớ tao giảng điều đó, nhà trường không trả lương đâu, nhưng tao vẫn làm vì đam mê. Chúng mày có đam mê được như tao không? Trả lời. Dạ có. Dạ được. Dạ có. Bọn còn lại còn những đứa nào ít nói trong cuộc đời này hả? Một đứa nào trong cuộc đời lần nói thử câu coi. Dạ học tiếp thầy. Trai Hòa Lạc còn ở đây không?
Cu trai Hòa Lạc ơi, còn ở đây không? Rồi, nó bỏ thầy nó đi đâu rồi? Nó không chào thầy. Đấy. Sống sao hơi bội bạc với thầy Hoàng thế này? Thầy Hoàng đã làm gì lên nỗi mà nó tạm biệt thầy Hoàng, nó không nói với thầy Hoàng một câu? Hả Duy? Dạ thưa thầy. Bạn Hòa Lạc hôm nay không có đi học thầy. Mày, nên mà không ra mày đi tìm thằng bạn Hòa Lạc cho tao về. Hôm bữa nó có đi không? Lúc nào mày đi tìm tao với thằng trai Hà Nội đó về để tao chửi nó cái coi. Thấy chưa con? Mày không tìm được là tao ấn friend mày. Chết cho tao. Dạ để em cố gắng tìm. Mày tìm mày nói thầy Hoàng chửi. Dạ. Ok, cảm ơn cô gái. Dạ. Dạ, tiếp tục nè, tiếp tục nè. Như vậy thì, đấy. Còn nhiều nội dung nha, từ từ tao sẽ giảng thêm những cái phần chia sẻ đó là những cái phần tiểu tiết nhỏ nhỏ nhưng mà phải có để dùng chứ không phải là mình rất khó hiểu tại sao chấm được nhiều, cái chuỗi nó chấm được nhiều lắm. Cực kỳ vi diệu, tao sẽ nói sau. Thế thì bây giờ mình viết kiểu dài, sinh viên. À, sinh viên bằng get cái thẻ bài, get được cái địa chỉ, từ địa chỉ đó lấy được ID, từ ID đi so sánh tiếp. Cho nên cái câu nó phải là đúng chuẩn, nó phải viết là if, đúng chuẩn nó phải viết là if. Đó. AID. Chấm. À, với ID. À, thì bây giờ mình nếu mình ngồi mình rap cái câu theo kiểu đúng kiểu này thì có phải là rap này, TID, TID thì lại là bằng cái thằng này cho nên mình có T get ID vào đây. Mà T get ID thì lại T ở đây cho vậy là AR get ID chấm get. À, đây, 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 get ID đến equal. À, cho nên nó cùng là một câu, tôi comment lại đây để cho các bạn có thể biết cách chơi với câu lệnh dài. Còn thực tích một điều thì ta không cần phải làm dài như thế, ta gộp được. Và trên mạng nó biết chấm kiểu này liên tục không đấy. Mình phải nhớ trong đầu, đừng có sợ dấu chấm. Quan trọng nhất là má ta xem thử mày trả về cái đéo gì đã. Từ từ tính, cứ nhìn từng cái một. Hàm get trả về cái đéo gì? À đủ, trả về tọa độ. Đấy, nhìn bên này là biết trả về. Get đưa vào vị trí trả về tọa độ. Trả về object ngay. Object thì chấm được. Đấy, vậy mình chấm tiếp. Mình chấm là get ID rồi. Đó, chấm get được ID rồi. Nhưng mà xem thử get ID là cái đéo gì nữa. Chấm tiếp, get ID. Cần cho cách ở giữa, giữa để xem thử. Má tao lại trả về chuỗi. Chết mẹ rồi, chuỗi thì phải chấm tiếp. Nhưng mà đến đây xem chấm được không? Xem thử coi, ignore case nó trả về ignore case equal nó trả về boolean. Boolean là kiểu dữ liệu primitive, đủ má đúng sai rồi, xài luôn, chấm được đéo được, em đéo chấm được, chấm đéo được, boolean sao chấm được, primitive mình học rồi, đã từng học rồi, cùng lắm là mày bằng true false đéo gì đâu. Hàm trả về true, hôm bữa tao nói với tắt lúc mà vòng do while tất cả mình cho mình học rồi, nó trả về equal có đúng không? Có đúng là bằng nhau không? Dạ yes. Yes bằng yes, kết quả cũng bằng yes. Như vậy dẹp mẹ chữ yes đi. Đấy, những cái việc học cơ bản này đã xong. Ủa xong hết rồi hả thầy? Thì đúng rồi. Mình đi hết cả for mà mình đéo rẽ ngang được thì mình nôn, còn rẽ ngang được thì tớ ném vào mặt bạn cái tọa độ. Đây là chính là chỗ con thẻ bài của sinh viên, một cái thẻ card visit đập vào tên hàm, như vậy có nghĩa có sinh viên. À đồ, xong. Dám ba cái đồ. Đây, code tôi giải thích dài như vậy nhưng tôi mong các bạn hiểu được vì các bạn đọc code trên mạng của các anh chị bắt đầu viết lớp những lớp sau. Tất cả chúng ta đều theo phong cách viết kiểu này, đều return kiểu này hết. Là chơi với object thì đưa object ra cho tao dùng, chứ ai chơi primitive. Đó, như vậy thì chuyển lên hàm main, bắt đầu chơi lớn. Chơi lớn. Như vậy có được cái danh sách sinh viên rồi ha. Để đó, bắt đầu, search sinh viên cái coi. Ai, như vậy. Sạc xong rồi có kết quả trả về. Vì hàm của mình là trả về một bạn sinh viên. Cho nên ta cần một biến để ta đón. Thực ra đéo cần biến đón cũng được. Mình chơi trực tiếp luôn. Nhưng mà thôi viết cho rõ. Sort student x triple x bằng sort. À, thầy đưa vào cho em cái giỏ đi. Thực ra đâu có đưa giỏ. Đây đưa tham chiếu. Em cần một tham chiếu thôi mà. Đó. Đến đây phải hiểu. Chứ AR này đéo phải là AR này. Mỗi hàm cần. Chỗ này trên đây mày đặt A hi hi trên này cũng được. Chỗ này ARR. Tao cần lắm luôn một vùng new giỏ và tao sẽ lục trong giỏ đó để tao tìm ID cho mày. Đúng má, câu logic hoàn toàn đúng. Thải cái giỏ cho thằng bạn, mệt quá, tự nó tìm. Như vậy câu này đã xong. Phải đưa vào cái ID muốn tìm là chuỗi mà. Cần chỗ cách lại quên mẹ tên hàm là gì đó. Đó, mày đưa vào chuỗi và mày đưa vào cái tỏ giỏ để tao search. Đúng má, vậy tao đưa vào chuỗi. Và cái giỏ này chính là cái giỏ ở trên. Mà cái giỏ này chính là init data được ném qua cái tên hàm đã xong. Má, chơi con chó tùm lum luôn, chả sợ. 1 2 3 4 5 6. Cái này học rồi nha, cái này học hôm bữa rồi.
lúc mà đéo tìm thấy đâu, không có đứa nào bằng đâu. Vì cái rõ trên này, mình đang chọn đến đây này, đến đây rồi, đến đây, không có bạn sinh viên nào bằng đó, mình biết thừa đây rồi. Cho nên nó for mãi đéo tìm thấy được thì nó sẽ return null. Như vậy bài tao cá bài này lúc chạy là null. Triple H chấm show profile F6. Thầy cứ thích dùng con trỏ vì em biết là thầy giỏi về dạy C, nhưng mà đó là thầy đã giảng sai. F6, tao cần một tràng pháo tay cho chữ null pointer. Đứa nào cứ nói tao thầy Hoàng cứ toàn lấy C đem sang, đúng má cái pointer phải hiểu rộng. Chả bên null mẹ còn lấy đâu đâu. Hôm qua thầy nói với em rằng đừng chữ null này, cái ngoại lệ này đừng bắt try card, vì bản thân là lúc này có tìm đéo đâu được mà tìm thấy đâu mà mày bật đặt in, cho nên lỗi là phải rồi. Cho nên thầy nên dùng F x bằng bằng null, bằng bằng được quyền dùng bằng bằng, null là được quyền dùng bằng bằng nha. Chứ còn ngoài ra không được dùng cái gì khác hơn. Đéo được dùng lớn hơn, bé hơn, not bằng hoặc bằng bằng. Yes, out. Tự hào ghi not foul. On else tìm thấy thì sẽ báo là có thấy. Như vậy sau cú này đéo có null pointer nhưng có chữ not foul. Tao xin một tràng pháo tay. Vì mình in danh sách ở trên rồi. Như vậy để tránh bị nhầm lẫn. S out. Sucking. Chấm và chấm để cảm giác. Rồi, tiếp tục. SE 2 4 6 2 4 6 7 cố tình gọi not found. Xong. Bỏ bớt một số. Nếu màn hình có số 8888 xin bạn 88 cho tao một tràng pháo tay vì từ nãy giờ đéo có số 8 nào xuất hiện trong code ở đây. Tất cả mọi thứ do các thằng init data nó lo. Nó ói ra cái giỏ này. Đây là con trỏ trỏ cái new ở trong đây. Vin, trong đây đéo phải trong đây, mày gọi là trên heap. Hàm này nó làm dùng trên heap thôi. Chứ đéo phải là trong đây mà hàm trong hàm này nó làm cái vùng trên heap, đang trỏ vùng heap. Tao trỏ vùng heap và tao vào đấy tao đi search và tao search xem có 888 hay không. 2 4 6 nha. 2 4 2 4 6 và tao dò trong đây. Tao sẽ in là 8 Nguyễn. Bài này tao sẽ in 8 Nguyễn. Nếu in là 8 Nguyễn, tao xin một tràng pháo tay. Dạ thưa thầy, tại thầy cố tình ghi SE này. Nếu thầy sửa lại cho em, đéo dùng chữ equal, ignore case, thì điều gì xảy ra thầy? Bởi mẹ nó thì dùng chữ equal. Equal là có phân biệt hòa thường. Vẫn tao không sửa data kia. F6 nó báo not found cho tao một tràng pháo tay vì đéo thấy dùng SE thường. Vì cái tội so sánh nó đéo trùng hoa. Còn nếu cho chữ S hoa, tao cần một tràng pháo tay vì found rồi, khớp do hoa thường. Không, khớp đúng luôn chứ đéo phải so sánh hoa thường. Một tràng pháo tay nữa xuất hiện. Nói anh em mình như cái phường tuồng trèo ấy ha. Mẹ hát con khen hay và ngược lại. Nhưng mà thực thể đấy, đến đây chúng mày chịu cách học và hiểu vấn đề nó thú vị chưa? Xong chưa thầy? Xong. Về cơ bản mình đã giải quyết hết mọi câu chuyện khó khăn rồi. Chưa. Nào, chơi lớn nè. Chơi lớn nè. Dạ thưa thầy, nếu em tìm thấy sinh viên như vậy, chỗ này chính là xxx trỏ vào bạn 8.8 phòng hiệp. Đấy, quan trọng nhất là này. Như vậy em có thể sửa được không? Update info luôn. Đây luôn. Muốn update thì else em phải mở ngoặc nhọn để làm hai việc. Cắt câu lệnh này vào. Và sao kỳ vậy thầy? Đục má, nếu tìm thấy thì tao mới sửa chứ. Còn đéo tìm thấy sửa thế đéo nào được. Tìm thấy thì mới sửa thông tin chứ. Mới sửa.
chứ nun sửa đéo gì. Cái này chuyện này có mà, mình đi nhuộm lại và điểm của bạn nó mới cải thiện lại, cập nhật lại điểm chẳng hạn. Như vậy triple h chấm set. Ủa, từ nãy giờ em chả thấy thằng tám mà nằm đéo đâu cả thầy. Sợ chó thì bố con thằng nào, con chó hết mà. Chấm set gì vậy? 6, 7, 8, 9 san bằng tất cả mọi khó khăn, đủ điểm lớn đấy thầy. Mà chơi theo cái biển số này thì mình chơi 6, 7, 8, 9 đi sao thầy? Nào xem san bằng tất cả ra sao. Ủa sao biết nó được hay không? Moa mình chơi lớn, in lại cái coi, copy câu này xuống chơi nó bị ngầu. Moa thiệt tình. Doesn't after 6, 7, 8, 9 không phải ghi cái chữ này mà nó ra đâu. Nhìn kỹ lại, em đang bị tang ra bối rối, thầy giải thích chậm lại cho em được không? Được em. Nào, như vậy danh sách ARR trỏ vào một vùng new sinh viên, đầy các bạn sinh viên, trong đó là các con trỏ. Tức là tao chứa một đống các con trỏ, tao thảy cái con trỏ này xuống cho mày search. Thực chất một điều là mày vẫn đang search trong cái đám init data. Mày search thấy một bạn sinh viên, mày trả về bạn đó. Thực ra mày đéo new mới mà mày chỉ trả về tọa độ của bạn đó. Và tọa độ của bạn đó thì mày sửa điểm. Thì bản chất cái giỏ bị sửa bình thường vì giỏ chỉ chứa tham chiếu gốc, và mình đang sửa trong vùng gốc new trên heap của sinh viên. Thì ma thằng này chọn vùng new heap mà tao sửa trực tiếp new heap, thì tao cá với mày lúc này, tao chạy. Tao chạy lúc này. Nếu màn hình in danh sách after 6789 mà có một bạn 8 biến thành 6789, tao xin một tràng pho tay nữa. Nó bị cái này lỗi chữ 9 do bị dấu chấm thập phân. Thế thôi chứ không có điều gì cả. Tao sửa lại 6789. Tao cần một lời khen thật sự này. Chạy thử. Thấy con chó hay chưa? Hãy nói rằng hay đi. Hay là đổi ngành? Dạ không ạ. Có đổi ngành không? Không ạ. Có đổi ngành không Quyên? Dạ không ạ. Tại sao lại không đổi ngành? Tại vì em thấy nó tại không sao? Vật này. Sao có phải không? Thú vị hơn hay là lấy chồng thú vị hơn? Dạ học có thú vị hơn. Mày mày làm bài điểm kém mày chết với tao. Rồi mình làm cái hàm sạch duyên không thầy? Có cách nào mà mình truyền vào cái list mà nó không cần biết là siêu đinh hay tiết chờ gì không thầy? Trong đó mình trả về true phone nữa thầy. Thế đồ má cuối cùng mày sạch cái gì để chấm? Trả lời. Đéo biết gì để chấm chứ còn gì nữa. Mày hỏi làm gì nữa? Nhưng mà tao đưa cho mày một danh sách bất kỳ và tao cũng đéo biết tao tìm cái gì. Mày câu đó đấy, câu đấy câu tương đương với câu mày hỏi đấy. Có content, có em thí dụ em sửa size set và có hàng content nữa và chuyển vào cái ID nữa. ID nhưng mà vấn đề thằng kia nó có hết ID không để mà chấm, để mà tìm. Em hiểu rồi. Dùng reflection và reflection được thôi. Được, những cái trò đó mà tự nhiên mình làm khó nhau cuộc đời làm đéo gì mà danh sách lộn xộn, mình biết cái đường ngò nào. Cuối cùng mày cũng phải hard code để mày search, mày tìm trên ID mà, đúng không? Dạ, có phải rồi. Reflection là mày cũng phải đi tìm cái tên hàm lại gì đúng không? Trả lời. Dạ đúng ạ. Thế mẹ cuối cùng đã phải thế thì tự nhiên làm khó nhau đi. Reflection là cái đéo gì? Còn nhiều bạn chưa biết reflection là gì, chuyện nó chuyện nâng cao, đéo cần quan tâm ở đây. Bản thân một cái object nó phải rõ ràng tường minh chứ. Còn bao giờ mình trộn danh sách bệnh nhân với danh sách công nhân làm cái gì đây? Công nhân bị bệnh thì vào khám bệnh thì trong đấy chỉ là bệnh thôi. Cho nên cái việc dữ liệu nó phải đồng nhất thì nghĩa phải xử lý như vậy. Hiểu chưa? Các con hỏi câu đó đúng nhưng mà vấn đề là nó nghe nó vô lý rồi. Cuối cùng đéo biết rằng chính thì tìm những cái gì? Vì tự nhiên mình đi tìm reflection cuộc đời nó khốn nạn, mình làm khổ. Cuộc sinh mày cũng phải hard code thì cái cột nào mình tìm, tên hàm tìm. Đó. Cho nên lộn xộn cuối cùng sao chấm đa hình được? Cái đa hình nó sinh ra để đảm bảo là đồng nhất để nó giải quyết câu chuyện. Nhắm mắt mà làm. Hiểu chưa? Dạ ok. Hiểu ạ. Trang, đi lấy chồng hay là đi học code tiếp, Trang? Nhà có học hai cô gái. Hả? Dạ học tiếp ạ. Con tim mày lại mù lòa vì thầy Hoàng à ha? Đâu có đâu thầy. Cốt hay lắm. Phần hay cuối cùng của ngày hôm nay bắt đầu nè.
À đủ, em tưởng kết thúc rồi. Ai cho chứng mày kết thúc? Cốt gấu ó ai cho kết thúc? Phần hai cuối cùng bắt đầu. Hãy nhìn lại lịch sử em của ngày hôm xưa xưa. Nếu đứa nào còn nhớ lại cái bài cái tủ, đó, cái container, cái đối tượng thùng chứa. À, thùng chứa là cái đéo gì thầy? Thùng chứa là một nơi nó chứa rất nhiều món đồ. À, trong đó nó có cái đặc trưng là cái màu, cái nhãn hiệu. Hôm bữa mình đi học cái tủ rồi, tao tin chúng mày còn nhớ. Và đặc biệt trong đây xài mạng. Và khi chơi với mạng, thầy Hoàng có dặn em một điều rằng mạng các object thì kiểu đéo gì cũng được, nhưng quan trọng nhất là bị fix số phần tử, đó là điều đầu tiên. Thứ hai nữa là thầy phải có biến cao để thầy for cẩn thận coi for lố, phần phía sau của mạng luôn luôn bị null. Và nếu hôm nay thay mẹ nó cái phần này bằng array list thì có cần hai cái thằng này nữa không? Dẹp luôn thầy, cứ thế add vào đúng không thầy? Thực ra cuối cùng cũng là add vào thôi, nhưng quan trọng nhất phần này đéo cần quan tâm, for tới luôn, đéo sợ null, remove là remove luôn. Thầy có nói em rồi, còn remove bên này đéo remove được vì luôn luôn 500 con chó có sẵn, 500 chỗ ngồi có sẵn, khán phòng không co giãn được. Đó. Ngoài đời có khán phòng co giãn không? Thầy có. Nếu chúng mày ăn cưới ở các khách sạn, các nhà hàng, chúng mày thấy là có cái vách ngăn, đôi khi người ta ngăn đôi ra để thành hai tiệc cưới hai bên đều được, đã từng có vách ngăn di động, chúng mày đã biết. À, đấy đấy, ý nghĩa nó vậy đó. Đấy, thế thì câu chuyện đây. Như vậy dẹp mẹ cái này, scanner vẫn cần thôi. Vậy em đổ cái gì vào thầy? Hôm bữa thầy cũng dặn em câu là đéo có đổ tất cả cái mạng vào ngay từ đầu mà từ từ đổ vào. Bởi vì nó vô lý lắm. Nếu đổ ngay từ đầu nó giống như cái constructor, nó giống như đổ luôn vào cái mạng này. Mạng phải gắn phần tử chứ. Mạng, cái tên mạng nó chỉ cần là có bao nhiêu thôi, còn má từng phần tử bên trong tính sau. Thì cái tên biến ArrayList ở đây cũng vậy, là một cái túi thôi, còn đồ bên trong bỏ tính sau đi. Tao chỉ cần biết mua cái túi đã, thì đây là mua một cái túi. Đó. Thì ven nguyên tắc constructor là gắn giá trị cho biến. Như vậy đây là biến cái túi thì chỉ cần trỏ cái túi. Đây là cái giỏ thì chỉ cần nói cái giỏ, còn trong cái giỏ là chuyện gì đều đấy. Cho nên đã gắn value ngay đây rồi thì đéo cần gắn value vào constructor. À, vì constructor bản chất là gắn value tức cho các biến, cho các đặc điểm. Một cái tủ có đặc điểm là số ngăn thì phải nói cụ thể bao nhiêu ngăn, gắn đây rồi, hay là đóng cái tủ có bao nhiêu ngăn đưa ở đây, tao đã từng nói chúng mày cái bài ngày xưa rồi, chúng mày chắc cũng đã quên. Đó, bài mạng. Thế thì câu chuyện đây là vậy thì tại sao thầy không đưa nguyên một cái array list vào đây giống như cái bài hàm sort này nè? Thầy không đưa luôn mà em thấy cái hàm sort của thầy làm hay vãi, thì đưa nguyên cái array. Nếu chúng mày đưa ngay vào cái tủ, tương đương với cái việc là đúng nhà mày có 500 cuốn sách hay là 500 món đồ hay là đúng hồ sơ của trường mình, mua cái tủ mới thì thay vì chơi cái trò mua tủ mới có người có sẵn luôn. Cái này nếu mà chúng mày nó tương, nếu mà gắn biến ngay đây đổ vào, đổ ngay cái mạng vào, đổ ngay cái array list vào, nó tương đương cái việc là đủ má đi mua cái tủ, mình sẽ đem thuê cái ba gác, thuê cái xe tải chở đúng hồ sơ đó. À, báo nói chủ tiệm ơi, tôi thích cái tủ này quá, à, anh mua, tôi mua anh, tôi mua cái tủ đó xong rồi anh nhét hết cái hồ sơ vào cho tôi để tôi chở về. Chủ tiệm nói câu vì bác là khách hàng em sẽ chiều khách hàng, cho nên em sẵn sàng làm, nhưng mà em thấy nghĩ trong đầu thì bác ngu bỏ mẹ ăn được. Tự nhiên mua cái tủ xong về chở về xong bắt đầu chất hồ sơ vào lúc nào thì chất, tự nhiên phải mất công thuê cái ba gác chở cái đống hồ sơ đến xong bỏ vào cái tủ. Rồi ra ông ra để chở cái tủ về, điên vừa vừa thôi, mặc dù có tiền. Chấp nhận nhưng nghĩ thầm thôi, đủ má làm, cái đó nó tương đương với việc new cái tủ, đổ sẵn một danh sách array list, đổ dẫn danh sách cái mạng có đủ các phần tử vào. Mọi người có đang theo kịp vấn đề tao đặt hàng không ạ? À? Đặt ra không? Trả lời. Chưa kịp ạ. Như vậy thì cái phễu của cái tủ này mình đéo làm gì cả, vì mình có sẵn được số ngăn và từ từ bỏ hồ sơ vào. Đó, cùng lắm là làm mấy cái label vớ vẩn thôi. Tao vừa giải thích cho chúng mày ý nghĩa của cái tủ. Và bây giờ quay trở lại, nhập vào SSSS my toy tùm lum tà la rồi, thay vì ngoặc vuông thứ mấy bằng, thì mẹ kiếp đây chính là ar.add sinh viên. Add sinh viên giống như ở dưới này, thay vì chỗ này phải có hạc code thì giờ nhập. Em đã hiểu giờ tại sao thầy Hoàng giảng khác mọi người cái chỗ là thầy đéo bao giờ nhập ngay, vì đằng nào nhập cuối cùng cũng phải new thế này để đổ thôi mà. Đã thưa thầy, một số người khác dạy còn là new đéo có gì luôn, sau đó bắt đầu mới gọi set vào, thì đúng má set vào thì nó có phải nhiều câu lệnh dài hơn không, nó mệt hơn không, trong cái đổ vèo một lượt, bản chất là như nhau thưa thầy. Nhưng bản chất câu chuyện là đúc phải đúc đầy đủ, chứ không chơi trò đúc theo kiểu lưng chừng đó. Cho nên cái trò mà new một cái rồi bắt đầu mới set trò đó không tốt về mặt hướng đối tượng đó. Set để dành cho sửa đổi thôi, điện thoại mua về đầy đủ hết mẹ rồi, muốn đổi cái gì thì đổi. Chứ ai chơi trò điện thoại từ từ rồi bắt đầu mai mốt bạn cần cái gì bạn đưa vào cái đó, điên à, bố có sẵn hình nền rồi mày đổi thôi. Đó, cho nên logic của nó là phải đổ vào qua cái đường phễu này mới là hợp lý trong cách thiết kế hướng đối tượng. Như vậy thì chỗ này em new cái xong, em add mẹ nó vào và add
đéo cần cao cộng cộng, lúc nào em cũng có, em hỏi sai là xong, bài mới bắt đầu. Đấy, tao vừa mồi lại bài cũ để chúng mày cảm nhận sợt mình đã dạy mẹ nó học học cách sợt mới rồi, đúng không? Sợt này là sợt mà tao chơi cái trò sợt cũ for, nhưng mà tao vừa mày học cách sợt trả về luôn, in ra được, update luôn, đủ má chơi ngon lành. New mới project các con ơi. Phần cuối cùng của ngày hôm nay. Học code với thầy Hoàng ép sung chưa? Mệt chưa? Trả lời. Chưa thầy. Dạ chưa thầy ơi. Nhà giáo nào dạy ngoài giờ mà không đòi lương của nhà trường không? Trả lời. Dạ thầy Hoàng. Tao thôi. Đã cần khen tao làm đéo gì. Tao vui về truyền truyền trao kiến thức cho chúng mày. Tao thấy chúng mày thích học thì tao làm. Thế thôi, tính toán làm gì? Cuộc đời vẫn phải tính toán nha. Bụng đói thì dễ nhiên đéo ngồi giảng bài được đâu. Lương FPT trả hàng tháng tạm đủ để dùng, để fill code. Thế thôi. Mà chúng mày cũng cần vậy chứ. Mẹ thêm thầy Hoàng đói mà thầy Hoàng ngồi live thì được mới hay á. Đéo có đâu con. Nhưng mà tính toán quá thì cuộc đời nó đéo còn ý nghĩa gì cả. Cho nên vẫn phải có những cái trò ngông cuồng, vẫn phải có những lúc xông pha, vẫn phải có những lúc free, vẫn phải có những lúc feel, và vẫn có lúc phải tiền bạc. Cuộc sống là vậy mà, đéo có ai một mặt 100% tốt hết cả, lúc này lúc khác con ạ. Nhưng cuộc sống mình phải chấp nhận những sự đa dạng nha. Nhưng mà chơi, cứ cố gắng chơi đẹp với nhau đi. Đấy. Chơi đẹp với nhau. Mã số lớp mình là bao nhiêu quên bà rồi? 1529 ạ. Rồi, cảm ơn. Mình tạo folder section. Bữa nếu bạn nào tạo rồi thì không nói. Section 07. Rồi hôm bữa tôi làm chung cho cái bài live. Collection. Số nhiều SC nhá. Để hàm ý rằng bộ sưu tập con đồ. Đó. Collection framework đấy con. Rồi, nhét thẳng app vào trong đó. Open. Rồi. Finish. Đã xong. Rồi bài này thì sao thầy? Quản lý sinh viên theo style or list. Đéo chơi mạng nữa. Ngày trước làm mạng để hình dung vấn đề. Hôm nay sẽ làm thấy sung sướng vãi. Như vậy, em lấy cái bài cũ đem lên. Lấy sinh viên đem lên. Lấy sinh viên đem lên. Đâu? Sinh viên đây. Ấn phải chuột trên cái bài cũ. Bài cũ của mình là bài này. Nha, sinh viên. Lớp của các bạn là lớp thứ 3. Tôi giảng trong ngày hôm nay. Sáng giờ tao đã cấp đến 2 lớp rồi. Giờ giống lớp thứ 3. Copy. Copy. Lớp cuối thường thường tao nhây giờ hơn một tí xíu vì lý do là còn đến 6-7 giờ. Còn lớp kia thì phải đúng giờ để trả các bạn sang lớp khác. Ấn phải chuột. Copy. Như vậy, version 2. Dán vào đây. Sort package. Paste. Chọn chữ refactor. Paste. Tại sao nó không cho dán ngay? Nó chữ refactor cũng tối ưu code. Ấn refactor. Chứ refactor là một câu chuyện khác. Hôm nay không rảnh để nói về nó đâu. Vậy thì sẽ tự nhiên nó báo câu, má tao đéo biết mày để khuôn ở đâu. Chứ default package này nó hồi đéo new được đâu. Mà nó đéo biết là khuôn ở đâu. Đó, cho nên mình sẽ chơi trò cẩn thận. Control M. Mình đã từng học rồi. Kích chuột vào nó. Control M. Move. Data. Kích vào Control M. Move. Đến data. Refactor. Xong. À đồ. Code đã đẹp như ngày xưa. Cái này có gọi là kế thừa không thầy? Cái này gọi là làm biếng chứ đéo phải là kế thừa. Làm biếng cái chơi trò cắt dự án. Vì phần này mình viết quen rồi. Mình không có suy nghĩ nữa. Đó. Không quen nữa. Không có vấn đề lăn tăn nữa. Rồi. Ấn phải chuột trên data. Chọn new cái tủ. Java class. Ta đi mua cái tủ. Tủ hôm bữa là self. Hôm nay ta đổi tên. Cabinet. Không đặt được cabin nha. Cabin là cái buồng lái. Cabinet là cái tủ. Tủ nó có ngăn kéo á. Nó có những cái cửa kiếng đóng lại. Không phải là cabin. Cabinet. Finish. Phàm một cái tủ thì để chứa nhiều món đồ. Tủ sẽ chứa nhiều món đồ. Hay gọi là nhiều ngăn đấy. À, đồ thì phải là new rồi mới bỏ vào. Chuyện mình học rồi. Mình học rồi. Và tủ thì có màu sắc. Label là cái nhãn dán cho nó. Và chấm chấm chấm. Mình éo quan tâm cái này. Cái đặc điểm này. Đặc điểm này không phải là đặc điểm quan trọng. Quan tâm quan trọng như tủ mua nhiều đồ. Tất nhiên màu sắc vẫn thích.
đầu tiên bây giờ mình thích màu hường quá, nói câu đó thì không được, mình phải lấy đi mua thôi, nhưng mà đồ đạc để trong nhà lộn xộn quá thì đi mua cái tủ và cố gắng chọn được cái màu mình thích, vì mục tiêu chính là mua tủ về để đựng đồ chứ đéo phải nhìn cái màu. Nếu muốn nhìn cái màu thì ngồi sơn mẹ nó cả phòng màu hường đi cho nó lành, đỡ bị choán chỗ đó. À, còn món đồ là phải đi mua, mà mua là new, cho nên việc hai việc khác nhau. Như vậy ta khai báo private list sở tiêu đẩn ARR bằng đó. Nếu viết thế này rồi tiếp tục private scanner, thầy biết thừa mẹ là phải có scanner rồi, nó hồi nhập từ lưa trong các hàm scanner scanner và new scanner system chấm in thì cho mình giờ viết giỏi quá này thầy. À, viết giỏi kinh luôn, và chỗ này bỏ luôn cho thầy, em import bằng tay luôn, thầy nhìn em tài năng này, import java chấm u tiêu chấm sao luôn thầy, má hai thằng dưới nó im miệng luôn thầy. Tất tần tật mọi thứ trong đây. À, viết cốt ngon. Dạ thưa thầy, nhưng mà em có một thắc mắc về cái chỗ này. Về nguyên tắc, cái túi này chưa biết bao nhiêu. Túi nó không nói bao nhiêu, nhưng phải new. Vì nó cần phải có một vùng new thì nó mới chứa đồ được, phải không thầy? Như vậy, cần phải có một vùng new đã. Array list. Rõ ràng mình biết thừa điều này phải có. Mình học thôi. Còn trong vùng này có chứa cái đéo gì, tức là phải đi giống như mua một cái túi của Doraemon đã. Còn lúc đầu chưa có, tức là phải đi mua một cái túi đồ Doraemon. Dạ. Mình bỏ gì vào, nhét đồ vào từ từ tính. Mình hiểu việc nào ra việc đó. Giống như mạng cần phải khai báo số phần tử. Sao thầy không yêu luôn? À, vì về nguyên tắc bây giờ mình sẽ học câu mẹ kiếp phễu. Thì phải làm phễu thì đổ vào, và phễu thì phải đổ vào. Bây giờ đổ nguyên một cái AR vào đúng không thầy? Ấn phải chuột, insert code, constructor. Nó sẽ hỏi một câu là dạ thưa thầy, thầy phải đổ vào đấy chứ, vậy phải gắn value bằng, như vậy cần gắn value bằng. Đấy, nếu viết kiểu này thì nó tương đương cái gì? Nó tương đương cái gì là đưa một cái đống đồ bên ngoài đâu đó vào trong cái tủ này. À, tức là cái này là tương này giống như hồi nãy là new đâu đó bên ngoài, cho tao trỏ vùng new bên ngoài. Mà nếu viết kiểu này là khốn nạn mày rồi, nó tương đương việc là mỗi lần mua cái tủ là đem luôn cả đống đồ đi để nhờ người ta nhét vào. Hay đơn giản là vẫn phải truyền vào một cái gì rỗng. Chuyện này nó bullshit. Nó thừa chứ không có gì sai cả. À, như vậy cái cách này tôi vừa giải thích, cho nên bài này tôi đeo làm kiểu này. Còn không làm thì kỳ quá thầy, cũng phải làm cái constructor chứ thầy. Đúng rồi, như vậy tao bằng luôn. Kép đằng nào cũng bằng new, từ từ đổ đâu cho vậy bằng new. Alright, sao thầy không nói sớm. Như vậy bây giờ nếu tao làm constructor sao? Insert code constructor. Mà nó đeo cho em chọn cái gì? Thì đúng rồi, mẹ kép phễu là dùng để đổ vô. Mà biến này thì cần một cái gì đó để chọ, thì đúng mà mày chọ bên ngoài ta đổ vào, hay là mày chọ qua con đường bằng new như nhau, mà mày đã chọ new mẹ rồi thì cần đéo gì đổ, cho nên tự động nó sinh ra cái constructor này. Constructor này gọi là constructor default. Default constructor rỗng empty. Cái default này tôi giảng riêng nha, nó còn một ý nghĩa khác nên tôi không nói bữa này nha. Default constructor rỗng. Cái default này đúng chuẩn là sẽ không phải nói ra đâu, không cần phải viết ra đâu, nhưng mà tôi cứ viết ra đây để cho các bạn xem. Ủa như vậy cuối cùng vẫn new đúng không thầy? New cái này xong đéo làm gì cả. Thì đúng rồi, new cái này xong, nhưng bản chất là nó có khi em new cabinet không làm gì cả, vì trong đây câu lệnh nó chạy thì là new cabinet gọi phễu để new, thì gọi phễu để new thì lập tức có một cái tủ, thì cái tủ đó đã có một vùng array list riêng rồi, sợ đéo lại thằng nào. À, em đã hiểu logic, tức là không ảnh hưởng gì cả, cái này nó tương đương hàm void mà. Thì mày đổ vào, không đổ thì thôi, vì thằng nào thằng này cũng được đổ, thì vẫn có một cái lợi gọi là phễu rỗng, phễu constructor, đéo cần đổ vào gì cả. Đó. Tôi sẽ nói riêng về cái vụ này sau, có một bài khác nữa. Còn nữa hả thầy? À, bài khác, yên tâm mình nhiều bài lắm. Tức là phần khó hết rồi, giờ nó chỉ còn những cái biến tấu nhỏ nhỏ thôi, những cái bài nhỏ nhỏ biến tấu thôi. Đó. Như vậy thì việc của mình tiếp theo là đúng mà. Tủ nào thì cũng có, cũng hỗ trợ những cơ bản, hỗ trợ những thứ cơ bản. Nguyên cái túi thì đều có cái khóa dây để sau đó mở ra, nhét đồ vô, nào nhét món đồ, xóa, sửa, tức là lấy món đồ ra sửa rồi cất lại gọi là sửa. À, sắp xếp. Oh, em nghe quen quen, cái túi nào cũng vậy, cái túi để lộn xộn quá, đồ đạc vẻ thế này sao nhét vào được. Mình sẽ xếp lại gọn gọn, tém tém lại cái để tao để thêm vài món nữa đi.
hai anh em mình xài chung ba lô rồi, nhưng mày phải để nó lộn xộn rồi, mẹ kiếp, ngăn nào ra ngăn đó cái đi rồi đó. Như vậy, ủa cái này quen mà thầy, thì public void add a student. Rồi bài tiếp theo, public void arrange student list. Em đã hiểu thưa thầy. Rồi thì sao thầy? Thì nó giống y chang cái bài mạng hôm bữa chứ có cái đéo gì đâu. Anh xin lỗi. Bài này giống cái bài cái self hôm bữa. In danh sách sinh viên theo mạng. Search add sinh viên nhập vào. Rồi dấm ba cái đồ yêu. Mọi người còn đang theo kịp code đến đây không? Trả lời. Để có. Để kịp. Ủa muốn add thì sao thầy? Thì nhập vào mà new đi. Thế đéo nào chả phải có câu là ARR chấm add new student. Đó, nó chả có câu này. Ủa câu này quen mà thầy. Đục mẹ kiếp cái giỏ nào chả thầy. Add new student. Add new array list. Add student. Add student. Vấn đề là student lúc này là chơi hard code. Tức là code cứng thì bây giờ mình phải tự gõ vào thôi chứ có cái đéo gì đâu. Giờ em đã hiểu tại sao thầy luôn luôn không bao giờ thầy làm cái bài new vì nó rất mất sức. Do cái việc cuối cùng nó cũng chỉ gõ vô đó và đưa vào. Chừng nào bắt đầu đặng đặng thì thầy mới cho đủ đủ. Thì thầy bắt đầu mới cho làm bài thập thử để ráp. Giờ em đã hiểu được bài của thầy nó có ý đồ hết. New student. Definitely. Add mới nha. Add mới một sinh viên thành công. Add một sinh viên mới thành công. Như vậy cái câu chuyện này đấy, đâu mẹ ghép có cái này thì phải add thôi chứ có cái chó gì đâu. Trên tư duy này là tư duy OOP. Tức là cái hàm bên này nè, những cái hàm bên này nè, nó chơi static. Rồi hàm search, rồi hàm add. Đây là hàm add, hàm search. Viết kiểu này là đéo phải là OOP. Viết cái này mới là OOP. Sort chính là in, thế là cái chó gì. Sort chính là in chứ còn gì nhá. Sort xong rồi mình in đây nè. Thì vậy sort chính là in đây rồi. Trên tư duy OOP là cô lập tất cả các công việc vào đúng một object, những cái object tương ứng. À, như vậy mua cái tủ có được một đống ngăn, add từ từ vào. Mua một cái tủ khác, add có một đống ngăn, add từ từ vào và xem. Vậy tủ này đéo đụng tủ kia, còn static là chết cha chúng mày. À. Rồi, chuyện đó tôi giải thích giống như trang ngoài đời. Rồi đến đây sao thầy? Thì nhập thôi chứ còn gì nữa. Đến đây cuộc chơi khốn nạn bắt đầu. String ID phải name. Rồi. In phải zipper chấm phải double phải CPA dấm ba cái đồ yêu này. Rồi sao nữa thầy? Sao chăng gì? Code thôi chứ còn gì nữa đâu mà sao chăng? À, như vậy mời nhập s out. Em biết thầy là thầy là người rất màu mè, thầy in rất tử tế đâu đó, cho nên input student profile. Rồi dấu thăng là số thứ tự. Em biết thế nào thầy làm cái trò này? Cộng mới. Thầy hay thích lừa đảo số thứ tự. Như vậy arr.size cộng 1. Nếu nhìn lại bài ngày hôm em của ngày hôm qua. Mời nhập vào sinh viên thứ cộng 1 trên tất cả. Bài này thì đéo biết bao nhiêu vì đâu có biết bao. S trên đầu tính như đó. À. Dạ thưa thầy, nếu em chạy, em new đi. Em new cái sao thầy? New một cái thì có cái túi rỗng rồi. Như vậy bây giờ nó em gọi hàm add cái thì điều gì xảy ra thầy? Hàm add thì bắt đầu nó chạy này, mời nhập vào sinh viên thứ sai đang bằng 0, 0 cộng 1, mời nhập sinh viên thứ 1. Đúng má ngoài đời thông báo là 1, nhưng trong giỏ chưa có gì cả. Thì đúng rồi, chưa có gì cả thì bây giờ bắt đầu người đầu tiên là số 1. Dạ thưa thầy, giả bộ đi. Giả bộ em add xong rồi. Thì có nghĩa là add được một người rồi, em add được một người xong rồi thì lúc này chắc chắn sai là một mẹ rồi. Sai đang một người đúng rồi. Như vậy em gọi là add cái sao nó thông báo sao? Vui lòng nhập vào sinh viên 2. Thì đúng rồi, đúng, hai đang có một trong giỏ thì bây giờ để in được số 2. Nhưng lát hồi nó add vào thì mới thực sự là 2. Nhưng mình thông báo là 2 ngay từ đầu. Đấy là mới thông báo chứ còn mày add vào mới thành 2. Đó, cho nên luôn luôn đuổi nhau một con số. À, rất tinh tế những điều nhỏ nhoi. S out input ID 2 chấm. Tao là người dấu nháy nằm ngay trên tao bỏ ln. À, như vậy ID bằng starter.nextline. Ở đâu thầy? Mua mình biết hết chó nào chả nhập cho mình khai báo biến ở đây rồi. Đặc điểm của cái này để private đéo cho thằng nào dùng.
bài này thầy đã làm get set, mình mục tiêu cái chính của mình cái rõ. Chấm neckline nó trả về chuỗi nha, nhìn kỹ nha, neckline cần cho cách nó trả về chuỗi, mà chết con mẹ mình rồi, trả về chuỗi là chữ hoa chứ đéo phải chữ thường. Như vậy chấm trim, trim là tao ói về một chuỗi đã cắt khoảng trắng đầu đuôi nha. Chấm to uppercase vì nó trả về một chuỗi mới, to uppercase là tao chữ hoa hết, cắt khoảng trắng dư, cắt trắng dư đầu đuôi thôi, cắt trắng dư đầu đuôi cộng với qua hoa. Còn tại sao cái chuỗi nó lạ, nó chấm được nhiều? Vì nó trả về object. Tôi sẽ có một bài riêng về chấm của chuỗi. Có một bài riêng. Đó, thầy Hoàng hẹn hò rất nhiều thứ trên mạng sau tuần thứ 11. Tin tao đi, tao sẽ thông báo trước trên Face để chúng mày vào chơi với tao. Còn chúng mày không muốn chơi kệ mẹ. Bởi vì chúng mày nên đổi ngành. Nghề này nó khó thật. Đừng có đùa đâu các con. Tao giảng thế này là đéo thằng nào trách tao được đâu. Tao giảng kỹ lắm. Chứ còn đơn giản nếu viết code có code, các em cứ viết thế này, các em đổi có chỗ hoa, cuối cùng chúng nó đéo hiểu tại sao chấm được. Và có đến đây này đéo chấm được thế này. Muốn lấy chữ cái đầu tiên, cha ad. Đó, cha ad có nghĩa là trả về cha. Là lấy được chữ cái đầu tiên mà chấm được cái đầu. Giả bộ tao chỗ số 0 đi. Chấm được cái đầu mày, tao đóng ngoặc lại để nó đảm bảo đủ câu ngoặc nha. À này, chấm này. Chấm cái đầu mày, đủ má tao trả primitive rồi đéo chấm được. Đó, mình đã học cái dấu chấm rồi. Nó trên chỉ nắm được đến đó là chúng mày tự tin đéo sợ bố con thằng nào. Thế này xong rồi sao? Trả về biến object, trả về tọa độ thì phải vào tọa độ xem được. Chấm tức là vào tọa độ xem. Cái đéo gì đâu mình sợ. Học đến giờ hết, hiểu hết rồi. Cho nên đừng đứa nào ngồi nói với tao rằng nghề này nó khó hay dễ. Nghề này thực sự nó rất lắt léo nhiều thứ. Nhưng đòi hỏi chỗ chăm chỉ nhiều. Cho nên thằng nào học máy mung cho qua, tao đéo quan tâm. Vì chúng mày sẽ chết ở những lớp sau và đi làm đéo làm được. Tao thề mày công việc code hàng ngày là như kiểu này này. Còn khó hơn nữa cơ. Tao thề, cứ này xem trên mạng xem code đi, xem mình đã không hiểu được, có nghĩa là biết là người tay ngang nhảy vào đéo được rồi. Thế thôi, không nói nhiều. Đứa nào cứ học cho nó qua môn đi nhá. Trong đây có đứa nào hay không tao không quan tâm. Là chúng mày chết. Chúng mày tự biết chúng mày phải chết à? Em, xìa vợt. Hoàng khuyên thật lòng đấy. Tao bằng tuổi tía má chúng mày mà chứ tao đâu có phải hơn vài tuổi đâu mà không đáng tin tao. À, thưa thầy, GPS bằng vào GPA, ta xin lỗi, ta lộn qua GPA. À, thưa thầy, nhập vào, chết mẹ rồi. My toy integer.parseInt đưa vào circle.neckline. Viết kiểu này không tốt nha thầy, viết kiểu này là mới chỉ chống trôi lạnh thôi. Còn cà trớn thì chưa. Cho nên lúc này là my toy của tao xuất hiện. Mở project mẫu của thầy Hoàng đi. Tao tin rằng đến bài ngày hôm nay chúng mày đọc code của tao được rồi. Đọc code mẫu của thầy Hoàng được rồi. Đọc được rồi các con. Thề. Bởi vì chỉ còn một phần sort tự động một chút xíu, comparable của monitor tao sẽ giảng sau thôi. Coi như toàn bộ phần còn lại chúng mày đọc được code của tao hết rồi. Tao thề. Đọc đến 90% code bài pet care mẫu tao đã đưa đầu kỳ. GPA bằng. GPA bằng. Double. Còn tại sao có double hoa? Có một bài khác. Má nó nhiều thứ lắm. Park double bằng ID. Để bây giờ là park double circle.neckline. Chống trôi lệnh vẫn cần mai tòi. Mà mai tòi đã làm hoàn hảo chỗ này rồi. Xong rồi thầy. Gặp hết rồi đấy. Mày làm gì thầy? Thì chỗ này quan trọng tiếp theo. New sở tiêu đơn. Cần cho cách. Cần cho cách. Enter xong. Ngon vãi thầy. Xong rồi đấy. Xong rồi, hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Nào. Anh em có theo kịp đến đoạn này không ạ? À? Có. Rồi, in danh sách sinh viên. Sao toàn thằng Chu nói chuyện mà những thằng còn lại chúng mày có miệng hay không? Hả? Dạ được rồi. Dạ có rồi. Ít nha, trong một cuộc đời một lần phải nói để cái thanh quản mình nó không bị thoái hóa. Hằng ngày chúng mày chỉ có ăn thôi thì người ta gọi là thực. Đường thực quản với đường rau hồn, cả cái đường âm thanh nữa con. Cho nên viêm thanh quản ấy, là viêm họng ấy, ở cái chỗ đó là nó hỏng cái dây thanh quản, nó bị trục trặc là đéo nói được. Khàn giọng ngay. Cho nên làm ơn tập nói nhiều đi, còn tao nói nhiều đến mức độ nó bị ho luôn là chuyện khác nữa. Cái đấy người ta gọi là khẩu nghiệp. Nhưng mà chúng mày chưa đến mức khẩu nghiệp đâu, tập nói đi đã. Ủa má, đến đại học rồi còn phải tập nói đấy các con. Thầy Hoàng chửi nghe kinh không?
Đừng coi cái thanh quản là chỉ để cái thực quản chỉ để ăn cùng cái đường họng, mà phải coi như để dùng nói nữa. Những lớp sau còn thuyết trình hà rầm luôn, bắt đầu thuyết trình ra mới biết chúng mày nói dở thế nào. Tại thầy cứ ngồi thầy chửi em, đúng rồi, mày nói càng dở thì mày không cần không nói nhiều thì mày sẽ càng bị chửi nữa chứ còn gì. Nếu mày cứ nói nhiều bị chửi nhiều riết thì sau này mày biết là mỗi ông thầy bà cô những gu của thiên hạ xã hội cần nghe cái điều gì là biết cách nói thôi. Còn mày nói đúng thì ai chửi mày được, giáo cần phải nói vừa lòng mọi người. Dạ thưa thầy, bây giờ danh sách sinh viên em in. Em đố thầy biết là nếu em new thì về nguyên tắc khi em new thì em có được array. Về nguyên tắc chấm thì em chấm cái đéo nào chả được. Như vậy em chấm trước cái này thì sao thầy? Như vậy chấm trước thì có cái đéo gì mà in. Như vậy F, thấy không? Tư duy bắt đầu phức tạp hơn này. F, bữa bài kia tao chưa làm, tao làm cho nó chạy trước, còn bài này tao làm tốt hơn. A, R, R, chấm size bằng bằng 0. Thưa thầy, thì mình in một câu thông báo đây thầy. Get out. The student list is empty. Cái danh sách sinh viên thì rỗng. Nothing to print. Danh sách sinh viên có rỗng. Return. Như vậy nếu rỗng thì đéo in luôn. Mở cái tủ ra. Ủa sao không có gì? Thì mới mua mà. Như vậy chấm mà về nguyên tắc mình new thì có quyền chấm thằng nào chả được. Chấm thằng nào trước cho chả được. Mình đã học rồi. Nãy mình chấm tu uppercase rồi mình chấm tờ lưa. Mình chấm thằng đéo nào chả được. Như vậy chấm rồi thì chấm lỡ cái này vào chấm sai bằng không. Thầy, ngay đầu giờ thầy còn nhớ thầy vừa giảng em xong thì thầy quên mẹ rồi. Thầy đừng dùng bằng bằng không. Thầy lấy sai ra để thầy for thì ok, nhưng thầy đừng bằng bằng không mà thầy dùng chữ is empty. Kích chuột vào hay gõ bằng tay cũng được. Đồ, biết thế này nó đẹp trai hơn như thầy. Rồi, như vậy thì tiếp tục return là thoát luôn, đéo làm gì cả. Nha. Ủa vậy thì cuối cùng là phải add out, in ra thôi. There is hoặc there are. Đó, thầy lại màu mè, em biết là thầy viết màu mè mà. AR chấm size. Lúc này thầy lại dùng sai, vẽ kết tao đếm sinh viên. Cộng students. Đó, viết theo kiểu số nhiều trong đề thi. Đó. Có một hay có nhiều. Vì vừa mới add mà giả bộ add một bạn xong, mua in thử liền thì nó sẽ báo câu there is one student. Còn nếu add thêm bạn thứ hai, hàm add gọi thêm chat thứ hai. Vì new ai cấm mày add nhiều lần. Đủ mà, tủ mở nhiều lần. There are two students. Thầy thấy IELTS 6 tinh tế chưa? Trả lời. Quá tinh tế thầy. Có thầy. Tao tin rằng đề thi chúng mày cũng đã để thi tiếng Anh đã gặp những câu kiểu dạng này rồi mà. Nó chơi nước đôi cho thay tình huống mới tự hiểu. Đó. Cho nên Little UK sẽ cố gắng thể hiện trong bài thi tiếng Anh nha. There is nha. There are. Chỗ này có quyền ghi là there is no. There is no student. Được quyền ghi câu đó. Chứ không phải it has no nha, hasn't. Chữ there is, there are và chữ has, chứ have phải dùng cho đúng ngữ nghĩa, chứ không phải muốn dùng đúng nào đều có nghĩa là có, nhưng mà đéo phải là có. Có theo kiểu sở hữu hay có theo kiểu liệt kê là mấy dạng khác nhau nha. Chữ there is, there are là khác so với has đấy. Không có đùa đâu con. Nói IELTS 6 giỏi lắm. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Cái này đéo có static nha. Khác bên này nha. Bên này hàm static gọi trực tiếp trong main, còn mẹ kiếp đây là object mẹ nó rồi. Mà nếu cái này mà static thì toang con mẹ mình rồi. Lát hồi các sinh viên các ngành nó cùng vào một cái giỏ là chết mẹ mình rồi. Em hiểu. Em hiểu cái ý đồ của thầy. Và bây giờ vi diệu cuối cùng của ngày hôm nay bắt đầu. Nào, như vậy student. Không, cabinet đi mua cái tủ. Cabinet. SE bằng new cabinet. Cần cho cách, enter, cần cho cách. Phễu rỗng này đéo làm gì đúng không thầy? Đừng lo, vì lý do đã có new thì có cái này rồi. Vì đã đổ value. New là tạo vùng clone, mà cứ clone thì có cái này, nó gọi clone luôn. Clone luôn cái này trong RAM, clone luôn cái này trong RAM, mà clone cái này trong RAM có nghĩa là có cái new. Đéo sợ bữa con nào add thoải mái. Và tao quyết định tủ ngành đồ họa, ngành IA, ngành truyền, ngành an toàn thông tin của trường mình. IA. Rồi sao thầy? Nào. Cái nào để rõ ràng. Import. SE.
À, tôi tách lên ra hai câu lệnh để cho dễ theo dõi. Import hồ sơ đấy. Cái bài này lẽ là phải wrap menu nhá. Bài này wrap menu là đã làm rồi. Bài cũ có menu mẹ rồi này. Tao không biết bọn trẻ nó còn nhớ không, nhưng thầy Hoàng đã từng làm menu. Bài menu xịn của tao là bài trong cái bài ví dụ mẫu cơ. Xong. Sao cô? Cô nào nói cái gì? Em nói siêu xịn luôn. Ờ vậy hả? Mày đang định thầy nữa. Tại em có làm rồi. Làm rồi hả? Xịn luôn đó. Làm theo OP đấy con. Add a student. Thêm một bạn thôi. Ngành mình đã quá nhiều là không cần tuyển thêm. Chảnh chó luôn. Anh an toàn thông tin cần tuyển thêm. Đây chính là menu đấy. Là menu chọn số 1 để add sinh viên ngành SE, chọn số 2 để add sinh viên ngành IA. Má, hai tủ đứng riêng. Đéo sợ. Mà đúng là ngoài đời tủ nào ra tủ đó mà. Có new, có vùng nhớ mới. Có new, có vùng nhớ mới. New đây nè. À, cho nên tủ này không đụng tủ kia. Như vậy bài này nó sẽ thông báo là vui lòng nhập vào số 1. Bài này nó vui lòng nhập vào sinh viên số 1. Sau đó lát hồi nó đã báo nhập vào sinh viên số 2. Đó, tao ngồi tao ghi trước để lát hồi tao xin chàng pháo tay của chúng mày. À, rồi. Hồi hộp quá thầy, in thôi. Add nào. Xong rồi, add nào. Được chưa? Add e. Students. Em hồi hộp quá thầy. Add e. IA students. Như vậy. Add e. Chấm. Green. Sao thầy không in sớm thử? In làm đéo thì mình biết thừa code nó chạy đúng mà. Mình giỏi mà. IA chấm brain sờ tiêu đơn list. Đồ mà. À, cuộc đời ngon. Bây giờ xem thử. Màn hình sẽ in ra một bạn sinh viên. Và màn hình này sẽ in ra hai bạn sinh viên. Tao quyết định nhập vì có nhiêu đó thôi. Rồi tôi sẽ bạn nhập bạn này là mã 357. À, mã số 357. Rồi. F6, kiểm tra lại code trước khi lên khuôn. For đầy đủ, add đầy đủ, park double nhập từ đấy. Rồi, in for. À, chỗ này chưa for. Quên. There is, there are, phân tích IELTS chán kề xong, cả lớp đéo nhắc thầy Hoàng. Đấy, chưa giờ lại code for rare. Tắt. Mở bài in, danh sách sinh viên ra. Tốt cái này là xong. X. Chém hồn chết, sâu profile. Cái này học rồi mà thầy lại sọt, thầy chưa xem sọt, sọt cái chúng mày làm nốt được, đúng mà có cái ARR mình đã add vào một đống rồi thì mình dư sức để mình add vô mình sọt. Xong, kiểm tra lại code, thấy không? Cẩn thận lắm. Muốn xin chàng pháo tay của sinh viên nó khó lắm. Rồi, kiểm tra rỗng. Đã xong. Để code lại cho chúng nó bình tĩnh. Nhớ con new hai cái tủ. Hai tủ đựng đôi đồ khác nhau mà nước sông lộn nước giếng thế chó nào. Thông báo 1, 1, 2. 1, 2. Và giờ ta sẽ làm có đúng như thông báo hay không? F6 bắt đầu. Mời nhập vào sinh viên số 1. Câu thầy Hoàng nói đầu tiên đã đúng. Input SE, đây. Input SE đã thông báo. Mời nhập sinh viên số 1. Và bài này chỉ có làm một sinh viên ngành SE. Rồi tôi gõ chữ SE, vẽ chữ thường luôn. Gõ SE 3 để đáp hồi phân biệt. Tên là 3, viết chữ thường luôn. Năm sinh 2003. Điểm trung bình 3.3. Không cần nói nhiều, mình lấy cho dễ nhớ thôi. Như vậy sau khi ra xong nó sẽ ghi câu là input IA và 1 và 2. Nó đếm lại đấy. Rồi, input IA. SE 5. Tên là 5. Đúng nha, chứ mình chưa bắt try catch. 2003. Điểm 5.5. Rồi nó sẽ báo câu mời nhập sinh viên A2 nếu tôi ấn enter. Đó, ngon. SE 7. 357 thì dễ nhớ. Tên là anh 7, năm sinh 2003, khoan bình tĩnh hãy enter. Rồi điểm trung bình 7.7. Nếu bây giờ tao enter thì có nghĩa nhập sinh viên thứ 2 đã xong. Thì bây giờ nếu tao enter thì nó in ra SE một sinh viên số 3 và đây là in hai sinh viên 57. Nếu có điều đó tao sẽ kết thúc lớp ngày hôm nay và chúng mày xin một tràng pháo tay. Còn nếu không, lêu lêu thầy Hoàng như hạch.
Thầy Hoàng xứng đáng chàng pháo tay không? Trả lời. Mình được hưởng nha, sợ quá. Thấy code hay không? Trả lời, không phải tao giỏi mà vấn đề code bản thân nó hay. Nếu mình hiểu OP, code hay không? Dạ có ạ. Ok luôn ạ. Và tủ này, tủ nước sông đéo đụng tủ kia, tủ này không đụng tủ kia. Đấy, tư duy OOP là gói trọn trong object. Có đúng ở nhà mình cái tủ chén nó khác cái tủ đựng giày, mà tủ đựng giày khác đồ đựng quần áo, mà quần áo là có hai ba loại tủ khác nhau cơ mà, khác bàn trang điểm luôn mà. Đến đây là hiểu OOP là gì rồi. Phần search, phần sort, phần tìm kiếm, phần thay thế, phần sắp xếp, phần update, nó dựa bài bên kia phiên sang đây thôi, vì quan trọng nhất vẫn là cái ARR nó nằm mẹ nó đây sẵn rồi, có data rồi thì mình xử lý thôi. Nhưng thầy Hoàng đủ tỉnh táo để nói rằng đủ má đéo có gì thì lấy gì mà in. Đó. Cũng là hàm sợp thì lát hồi là if array mà bằng EMT thì có cái chó gì mà sợp. Đó. Đến đây tao tin rằng mọi người đã bắt nhịp được viết code. Hướng đối tượng nó chỉ vậy thôi con ạ. Tất nhiên sau này nó còn nâng cấp thêm những phần khó khăn kiểu gì đó lắt léo viết code thôi. Nhưng bản chất cơ bản chỉ quanh quẩn kiểu này thôi. Ha, đối tượng, các hành động rồi phối hợp với nhau để ra một cái bài toán. Thế thôi. Và bài toán nào cũng quanh quẩn về thêm xóa sửa tìm kiếm thông tin. Cơ bản đấy các con. Có cái cảm nhận để đủ độ dễ, đủ độ thú vị, nhưng cũng cần phải sự chăm chỉ thì mình mới lãnh hội hết được những điều vừa rồi. Ổn không cho đến giờ này? Dạ được ạ. Ổn ạ. Dạ. Đổi ngành hay là tiếp tục? Con mắt mù lòa, con tim mù lòa. Dạ, tiếp tục thầy ơi. Mày thấy ông cốt với thầy Hoàng từ sáng đến tối thầy Hoàng chưa thèm bật đèn, kinh chưa? Mở cốt liền. Đang ngồi ánh sáng mặt trời, bây giờ mà đang nhìn ở cửa sổ, hoàng hôn đang tới, mình vừa xong. Ngon chưa? Dạ ngon thầy. Hiểu cốt gấu ó là thế nào chưa? Hiểu yêu nghề là thế nào chưa? Dạ hiểu. Rồi, về ôn bài, thứ sáu làm việc nghiêm túc nha. Tôi không đánh khó làm khó các bạn. Tất cả những câu chuyện tôi cần các bạn làm trong bài thi tôi đã giảng hết rồi. Thì thực ra cuối cùng nó đọc lại cái bài này thôi mà. Đó. Cho nên học bài tử tế, có kiến thức, rồi sẵn sàng gáy được. Mai mốt còn kiếm job nữa, vì đó là cái nền tảng để bạn đi lên. Kể cả từ nay đến ra trường toàn là chơi OOP. Java hay C Sharp OOP hết, Ruby OOP hết, Golang OOP hết, phụ nữ mẹ nào OOP. Vấn đề chữ đều dấu chấm hết, khác nhau cách viết khác tí tí thôi. Encapsulation bốn nguyên lý có hết. Đấy là điều tôi mong muốn truyền đạt đến các bạn. Cảm ơn cộng đồng mạng đã chăm chú lắng nghe. Tối thì mới đỡ up video lên, khoảng cỡ 8-9 giờ tối may ra video mới up được xong. Đấy là điều để các bạn biết. Tối nay có một cái clip chém sàm mấy tiếng đồng hồ, hoặc là tiếng rưỡi đồng hồ, cũng có thể nghe để giải trí cho nó vui, xem thầy Hoàng nói vớ vẩn như thế nào. Rồi, cảm ơn cộng đồng mạng đang chăm chú lắng nghe. Giờ điểm danh một cái rồi quẩy. Những bạn nào dự thính thì off và thứ sáu off nha, để mình gặp lại vào ngày thứ hai. Chúc mọi người vui vẻ. Giờ tôi điểm danh một cái. Rồi, cảm ơn.